Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 90. Chương 891, Thái Thượng Vô Tình Quyết. Theo thời gian trôi qua, dị biến trên bầu trời càng ngày càng nghiêm trọng, chẳng những không ngừng phát ra âm thanh kinh thiên động địa, mà còn khiến cho không gian dần dần vặn vẹo, dưới ánh sáng chiết xạ ra một quang cảnh kỳ diệu. Dù đệ tử Thiên Nhất Môn gần đó đã nhận được tin, độn ra trăm dặm, nhưng dị tượng dễ thấy như thế khiến họ dồn ánh mắt vào. Rốt cục, tựa hồ đạt đến giá trị một cái nào đó, trong hư không truyền đến từng đợt vù vù dồn dập, mảnh không gian vặn vẹo kia kịch liệt rung động. Sau một khắc, vùng không gian kia tựa như mặt kính vỡ vụn, khiến cho không trung xuất hiện một cái khe khổng lồ dài mấy chục trượng, rộng 7-8 trượng. Không gian loạn lưu cực kỳ mãnh liệt lúc này từ đó tuôn ra, cạo nát tất cả vật thể chạm vào thành từng mảnh nhỏ. Không hổ là hung thú hóa thần, có thể dựa vào thân thể vượt qua không gian loạn lưu cuồng bạo như vậy, nếu không có đại trận tương trợ, thật đúng là khó đối phó. Ánh mắt lão giả tóc trắng ngưng tụ, bắt đầu xúc thế nói. Ân Sảo cũng có chút hiếu kỳ từ trong hắc vực chui ra cái gì, giờ phút này nhìn chằm chằm khe hở đen kịt kia không chớp mắt. Không để cho hai người chờ lâu, một đạo độn quang màu lam dài nhỏ lao ra khe hở nhanh như chớp, ngay sau đó liền lộ ra thân hình trước mặt hai người. Chỉ thấy, từ trong khe nứt không gian thoát ra không phải là hung thú hắc vực gì, mà là một vị tu sĩ nhân tộc nhìn rất trẻ tuổi, dung mạo không có gì đặc biệt. Người này vừa mới hiện thân, liền giống như cảm ứng được lưỡng nghi tuyệt trần đại trận, ngẩng đầu nhìn hắc bạch thái cực, sau đó khí định thần nhàn nhìn về phía lão giả tóc trắng cùng Ân Sảo đang chờ ở đây. Lạc huynh, lại là ngươi. Thấy rõ người tới, Ân Sảo lập tức cảm thấy khiếp sợ, gương mặt kia chính là nam tử đã dây dưa với nàng trong ảo cảnh 49 đời, nàng tuyệt đối không có khả năng nhận lầm. Cái gì, hắn chính là Lạc Hồng. Lúc này trong lòng lão giả tóc bạc cũng không thấp hơn Ân Sảo, hắn đã cảm ứng được tu vi của người tới, chính là hóa thần tu sĩ cảnh giới giống hắn. Lúc trước hắn còn phỏng đoán người này sau đại chiến nguyên khí đại thương, chính mình tiện tay liền có thể diệt sát. Hôm nay lại phát hiện đối phương không ngờ trong trăm năm này tiến giai hóa thần, đã trở thành tồn tại ngang hàng với hắn. Ngược lại, biến hóa lớn như vậy, dù với tâm tính của hắn, nhất thời cũng không thể nào tiếp nhận được. Thật là khéo, vừa ra đã có thể gặp Ân cô nương, xem ra nơi đây chính là dãy núi chân hằng của Thái Nhất Môn rồi. Mặc dù là lần đầu tiên xé rách không gian, nhưng tính toán của Lạc Mỗ coi như chính xác. Sau khi nhìn thấy Ân Sảo, Lạc Hồng không khỏi khách khí mỉm cười với nàng ta. Sau khi từ Dạ Long bí cảnh đi vào hắc vực, Lạc Hồng không dừng lại lâu, dù sao sau khi mất đi Hoàng Kim Linh Hỏa, hắn cũng không biết hai bí cảnh liên hệ chặt chẽ sau này sẽ có biến hóa gì. Cho nên, sau khi hắn đi vào hắc vực liền ngựa không dừng vó tìm Quang Âm Bà Sa trận. Dựa vào một chút liên hệ giữa trận này cùng Thái Nhất Môn, dùng càn khôn chi lực cưỡng ép xé mở không gian, lại dựa vào nhục thân vượt qua. Vì tiết kiệm chút khí lực, Nguyên Giao cùng A Tử một cái tiến vào đan điền của hắn, một cái trở về túi linh thú đi ngủ. Vì vậy, hắn liền biến thành bộ dáng bây giờ một thân một mình. Là đạo hữu, ngươi mặc dù đã tiến giai hóa thần, nhưng chuyện loạn xảo nhi đạo tâm, lão phu vẫn muốn tính sổ với ngươi. Cẩn thận, nhìn thấy bộ dạng Lạc Hồng và Ân Sảo chào hỏi thoải mái, lão già tóc bạc không khỏi nhớ tới một ít chuyện cũ, nhất thời giận dữ, lạnh giọng nhắc nhở một tiếng, sau đó thúc giục hắc bạch thái cực hạ thần thông xuống. Chỉ thấy, hai luồng âm dương nhị khí khổng lồ buông xuống, quấn vào nhau, diễn hóa ra một cây trường thương trắng đen, phóng thích ra sát cơ vô tận. Chờ chút, thù gì oán gì chứ, sao vừa lên liền động thiên địa nguyên khí. Cảm ứng được khí tức của một kích này, Lạc Hồng không khỏi kinh ngạc trong chớp mắt, dù sao cũng chưa có vừa thấy mặt đã dùng thọ nguyên liều mạng. Nhưng hết lần này tới lần khác trước khi động thủ lão giả tóc trắng này lại mở miệng nhắc nhở, rõ ràng cho thấy không muốn kết xuống tử thù, không thể không nói là tương đối mâu thuẫn. Không kịp nghĩ nhiều, Lạc Hồng vô thức liền thúc giục càn khôn chi lực, đồng thời tay phải đẩy ra, đánh ra một hoàng tuyền quỷ thủ vô cùng ngương thực. Vạn vật phân âm dương, khi âm dương nhị khí diễn biến sát cơ liền có uy năng ma diệt vạn vật. Nói ngắn gọn,
chính là Hắc Bạch Trường Thương phát động công kích đối với bất cứ sự vật nào đều có thể đạt được đại lượng uy lực tăng thêm. Tuy rằng không phải thần thông lợi hại nhất của Lưỡng Nghi Tuyệt Trận, nhưng được lão giả tóc bạc đích thân điều khiển cũng đủ để uy hiếp tới tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường. Nhưng mà, tu vi Lạc Hồng tuy rằng còn chưa tinh tiến đến hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, nhưng thần thông cùng linh bảo của hắn đều phi thường lợi hại, xa xa không phải tu sĩ hóa thần sơ kỳ bình thường có thể so sánh. Cho nên, Hoàng Tuyền Quỷ Thủ và trường thương trắng đen kia chạm vào nhau, một lần nữa đánh tan đối phương thành hai khí âm dương, mờ mịt trở về bên trong Hắc Bạch Thái Cực. Lạc Hồng thấy thế liền biết nếu không đánh tan Hắc Bạch Thái Cực, thế công kế tiếp sẽ không dứt, nhưng hắn vừa chuẩn bị động thủ. Đã thấy Hắc Bạch Thái Cực tự động tán loạn, chính là lão giả tóc trắng chủ động triệt hồi thần thông. Vị đạo hữu này chắc chính là Thái Thượng Bạch Vân Châu lánh đời của Thái Nhất Môn, không biết Lạc Mỗ khi nào có chỗ đắc tội để cho ngươi ra tay thăm dò như vậy. Lạc Hồng trợn mắt nhìn lão giả tóc bạc, bất mãn nói. Hừ, đạo hữu thật đúng là quý nhân hay quên, chẳng lẽ 49 đời trong ảo cảnh kia, ở trong mắt đạo hữu không đáng giá nhắc tới. Bạch Vân, Châu nghe vậy càng tức giận, nhưng vừa rồi thăm dò đã chứng minh đối phương cũng không phải là tu sĩ hóa thần bình thường, dùng vũ lực tuyệt đối không được. Cái này, thì ra đạo hữu nói là việc này. Lúc đó Lạc Mỗ cũng nóng lòng cứu người, ngộ nhập trong ảo cảnh, chẳng lẽ việc này có ảnh hưởng tới ân cô nương sao? Nhớ tới hình ảnh mình dây dưa với Yên Xảo trong ảo cảnh, Lạc Hồng không khỏi có chút lúng túng nói. Không có chuyện gì đâu Lạc huynh, chỉ là một chút tâm ma mà thôi, ta dựa vào ý chí của chính mình là có thể vượt qua. Ân Xảo cúi đầu, đỏ ửng nói. Ngươi như vậy chính là có chuyện lớn nhất. Bạch Vân Châu trừng mắt nhìn Ân Xảo, không nhìn ánh mắt cầu khẩn của nàng, nói thẳng với Lạc Hồng. Xảo Nhi tu luyện chính là công pháp đệ nhất bản môn, Thái Thượng Vô Tình Quyết. Công pháp này chú ý chính là chặt đứt tình duyên, chuyên tâm đại đạo. Một khi tu thành, không chỉ có tinh tiến cực nhanh, thậm chí còn có thể trợ giúp cảm ngộ đại đạo, từ nay về sau tiên lộ rất là bằng phẳng. Nhưng bởi vì chuyện kia, hiện tại nàng đã có ý với ngươi, làm sao có thể chặt đứt tình duyên. Chẳng những công pháp trực tiếp phế hơn phân nửa, sau này cũng chỉ có thể chuyển tu Thái Thượng Có Tình Quyết, Lạc đạo hữu tự hỏi có nên chịu trách nhiệm hay không. Hừ, khó trách phu quân một lòng muốn đến Thái Nhất Môn này, thì ra là không quên được món nợ Phong Lưu lúc trước à. Nguyên Giao thấy tất cả mọi chuyện trong đan điền, lập tức không khỏi ghen ghét. Giao Nhi, ngươi oan uổng vi phu rồi, ai ngờ công pháp ân cô nương đặc thù như vậy, vi phu cũng không muốn như vậy. Lạc Hồng vừa vội vàng đỡ bình giấm chua, vừa khó xử hỏi, vậy dựa theo ý tứ của Bạch đạo hữu, Lạc Mỗ nên bồi thường như thế nào đây? Trước tiên nói rõ, Lạc Mỗ đã có song tu đạo lữ, nói vậy đạo hữu cũng sẽ không cho phép ân cô nương gả cho Lạc Mỗ làm thiếp chứ. Chương 892, Đại hội Hóa Thần. Xảo Nhi thiên tư trác tuyệt, mặc dù không bằng đạo hữu, nhưng tuổi còn trẻ đã là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Tương lai nhất định trở thành Thái Thượng trưởng giáo đời mới của bổn môn, tất nhiên là không có khả năng ủy thân người khác làm thiếp. Bạch Vân Châu trợn mắt nói, giống như Lạc Hồng Quang có ý nghĩ này, đều không thể chịu đựng được. Ý tứ của Bạch đạo hữu là để Lạc Mỗ dùng bí thuật truyền độ thần niệm giúp ân cô nương vượt qua cửa ải tâm ma, hoặc là dùng chú thuật mê hồn, khiến cho ân cô nương quên mất Lạc Mỗ. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời hiểu được đối phương cũng không có ý tứ đem cháu gái của mình ép cho hắn, mà là tồn tại ý niệm vận dụng thủ đoạn hóa giải trong đầu. Nếu là công pháp khác, dùng mê hồn chú lại phối hợp với đan dược đủ để tiêu trừ ảnh hưởng mà đạo hữu mang đến cho tôn nữ lão phu. Nhưng Thái Thượng Vô Tình Quyết tuyệt đối không thể lừa mình dối người như vậy. Lão phu cũng không gạt ngươi, vốn lão phu dự định giết tới Vạn Kiếm Môn, trực tiếp giết, chết ngươi, như vậy có thể giải quyết tất cả. Nhưng mà, ngươi đã tiến giai hóa thần, dựa theo ước định của rất nhiều hóa thần của nhân giới, lão phu đã không thể ra tay với ngươi. Kể từ đó, Xảo Nhi cũng chỉ có chuyển tu trên phương diện tình quyết, con đường này đã có thể đi. Mà muốn tu luyện công pháp này cần phải trải qua cửa ải tâm ma không phải một hai cái, bí thuật thần niệm truyền độ chỉ có thể cứu được nhất thời. Cho nên, nếu Lạc đạo hữu muốn gánh trách nhiệm này, 300 năm sau hãy ở lại Thái Nhất Môn làm khách, lão phu Vạn Kiếm Môn của ngươi sẽ tự mình cho người tới giúp đỡ. Bạch Vân Châu tự nhận yêu cầu của hắn cũng không quá phận, dù sao hoàn cảnh linh khí của dãy núi Chân Hằng ở nhân giới là số 1 số 2. Để Lạc Hồng ở lại khách sạn này tu luyện, không hề ủy khuất hắn chút nào.
mà Lạc Hồng lập tức phải làm cũng chính là chậm rãi mài giũa pháp lực, tăng tu vi lên đến sơ kỳ đỉnh phong. 300 năm này vốn không nên chạy loạn khắp nơi. Kể từ đó, có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nhưng Lạc Hồng nghe vậy cũng nhíu mày, kế tiếp hắn muốn phi thăng cần phải dựa vào tự ma tháp ở Thiên Nam mới có thể chấp hành. Hơn nữa những bảo vật hắn lưu lại trong động phủ Hoàng Phong Cốc cũng cần phải trở về kiểm tra. Lần này tới Đại Tấn, kế hoạch của hắn chính là đi Vạn Kiếm Môn nhìn một cái, sau đó lập tức trở về Thiên Nam, làm sao có thể ở đây hoang phế 300 năm. Nghĩ như vậy, Lạc Hồng từ chối cho ý kiến nghi ngờ hỏi, Bạch đạo hữu lưu Lạc Mỗ ở đây 300 năm. Chắc là muốn chờ Ân cô nương tiến giai hóa thần, chẳng lẽ sau khi hóa thần Ân cô nương có thể bỏ qua tâm ma nguy hại. Chí cao diệu pháp của bản môn đương nhiên không chỉ là tăng lên một cảnh giới, liền dễ dàng hóa giải như vậy. Sau khi Sảo Nhi hóa thần tuy còn chưa không ngừng xuất hiện tâm ma, nhưng bản thân tâm ma cũng không đáng sợ. Bản môn đã truyền thừa Thái Thượng Tình Quyết đến nay, sớm tìm ra rất nhiều biện pháp đối phó tâm ma, cho nên bản thân tâm ma cũng không cần lo lắng. Khó giải quyết nhất là những vực ngoại thiên ma nhân cơ hội xâm lấn khi tâm ma tác loạn. Những ma đầu ngoại vực này chuyên ưa thích thôn phệ nguyên thần của những tu sĩ bị tâm ma, sẽ đột nhiên xuất hiện ở xung quanh nguyên thần, quả thực khó lòng phòng bị. Cũng may, vực ngoại ngoại nhân giới cao nhất chỉ có cấp độ hóa thần ngoại thiên ma, thần thức Sảo Nhi cũng vượt xa tu sĩ cùng giai. Cho nên chờ nàng hóa thần, sẽ không sợ những vực ngoại thiên ma kia, cũng không cần làm phiền Lạc đạo hữu. Nếu sau này Sảo Nhi có thể may mắn phi thăng linh giới, việc này tự có tiền bối bổn môn ở linh giới quan tâm, lão phu rất yên tâm về chuyện này. Bạch Vân Châu biết rõ tu sĩ cao giai đa nghi, lúc này giải thích kỹ càng. Nghe lời ấy, Lạc Hồng không khỏi trầm ngâm, ý nghĩ trong lòng vốn có đã xảy ra một ít chuyển biến. Bất quá, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, hắn phải giải quyết vấn đề Ân Sảo trước. Bạch đạo hữu, Lạc Mỗ bởi vì một ít duyên cớ, gần đây nhất định phải trở về Thiên Nam, không cách nào ở lại Đại Tấn lâu, cho nên chuyện khách điếm này tuyệt đối không được. Sau khi một hơi đề nghị từ chối Bạch Vân Châu, Lạc Hồng lại vội vàng thừa dịp đối phương tức giận nói, nhưng Lạc Mỗ cũng sẽ không buông tay mặc kệ Ân cô nương, mà là có biện pháp khác. Dù sao, ở phương diện vực ngoại thiên ma, Lạc Mỗ tự hỏi ở nhân giới không có người nào hiểu rõ hơn ta. Bạch đạo hữu nhìn xem, có nhận ra thủ hạ của Lạc Mỗ không? Nói xong, Lạc Hồng liền dùng thần niệm truyền lệnh thanh phong hóa hình độn ra, cũng lệnh hắn chắp tay thi lễ với Bạch Vân Châu. Chuyện này, thanh vực ma, Lạc đạo hữu lại có thủ đoạn khống chế được vực ngoại thiên ma cấp độ hóa thần. Thần thức tìm tòi, Bạch Vân Châu không khỏi kinh thanh hô. Đây là bí thuật của Lạc Mỗ, có thể khiến thiên ma ngoại vực dưới thanh vực cúi đầu nghe lệnh. Lạc Hồng vung tay áo lên, lại thu thanh phong về, chắp tay tiếp tục nói, mặc dù không thể phục chế thuật này, không cách nào truyền thụ cho Ân cô nương. Nhưng chỉ cần Lạc Mỗ lưu lại một cái tiêu ký trên người Ân cô nương, có thể bảo vệ những vực ngoại thiên ma ở nhân giới kia sẽ không đến đây tập kích quấy rối. Như thế, cũng ít hơn một chút so với biện pháp của lão phu. Thanh vực ma phương mới ở ngay trước mắt, Bạch Vân Châu lập tức liền tin lời nói của Lạc Hồng, trầm ngâm một lát, gật đầu nói. Nhưng mà, Ân Sảo bên cạnh nghe vậy, trong mắt lại hiện lên vẻ mất mát. Lạc đạo hữu thi triển bí thuật tiêu ký này, có cần chuẩn bị gì không? Giữ đối phương lại cũng không thực tế, Bạch Vân Châu thật ra cũng không có lựa chọn, cho nên quyết định ra cực nhanh. Bạch đạo hữu an bài một gian tĩnh thất là được, trong chốc lát có thể giải quyết xong. Lạc Hồng bình tĩnh đáp lại, chuyện này không nên chậm trễ, lão phu an bài xuống, Lạc đạo hữu chờ một chút. Dứt lời, Bạch Vân Châu liền phi độn mà đi, cố ý lưu lại Ân Sảo cùng Lạc Hồng một chỗ. Tu luyện quá có tình quyết là gian nan nhất, bởi vì cho dù có thủ đoạn có thể khiến Ân Sảo phân biệt rõ ràng tâm ma huyễn cảnh, nhưng thỉnh thoảng liền nhìn thấy hình ảnh khát vọng nhất trong lòng, còn muốn đích thân xé nát, quả thực là quá dằn vặt tinh thần, quá khảo nghiệm ý chí. Cho nên, có thể làm hao mòn tâm ma một chút, lập tức phải tận lực tiêu hao một chút. Lạc huynh, ngươi đối với ta chẳng lẽ không có nửa phần tình nghĩa? Nghĩ đến việc vừa rồi đối phương không chút do dự nói rõ mình chỉ có thể làm thiếp, lại không muốn lưu lại, Ân Sảo liền tràn đầy u oán nói. Ân cô nương, giữa ta và ngươi chỉ là một giấc mộng mà thôi, có lẽ ngươi quanh năm tu luyện trong Thái Nhất Môn, cho nên không thân thiết với đời, mới khắc cốt minh tâm với đoạn ký ức kia như thế, Lạc Mỗ cũng không thể bởi vậy mà cảm mến. Ngươi được, dù sao, chúng ta trong ảo cảnh cũng không phải chúng ta chân chính,
hết thảy đều là giả dối, Ân cô nương cần gì phải cố chấp. Khốn cảnh của Ân Sảo chính là bởi nàng rèn luyện quá ít, nếu đổi thành Nguyên Dao sẽ không vì vậy mà sinh ra tâm ma, nói không chừng còn phải đánh rắn thượng côn, gõ hắn một chỗ tốt. Lạc huynh có lẽ nói không sai, nhưng nội tâm khó khi, ai bảo ngươi xông vào chứ? Dù sao người cả ngày lẫn đêm kề bên gối tóc mai tôi, chính là Lạc huynh. Ân Sảo lắc đầu, xấu hổ đỏ mặt hồi ức nói. Khá lắm, đừng nói nữa, lại nói hậu viện ta sẽ bốc cháy. Cảm ứng được khí tức phập phồng của Nguyên Dao, Lạc Hồng quyết định lập tức kết thúc cuộc đối thoại này. Còn không đợi hắn mở miệng, Ân Sảo liền đột nhiên ngẩng đầu, cười nói với hắn, hôm nay ta thua, chẳng qua là nàng tới sớm hơn ta. Nhưng tiên lộ dài đằng đẵng, ta có thể chờ, chưa chắc nàng đã chờ được. Chúng ta còn nhiều thời gian. Dẫn đề, có ý gì, ngươi còn muốn chịu chết sư tỷ và Giao Nhi hay sao? Vậy ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Lạc Hồng ra mặt cứng đờ, chỉ cảm thấy mình giống như muốn làm hỏng người cả đời. Tuy có chút mừng thầm, nhưng càng nhiều hơn vẫn là áy náy. Nhưng hết lần này tới lần khác, đây đã không phải là chuyện hắn có thể khuyên được. Ừ, phu quân, ta không theo chàng trở về Thiên Nam nữa. Ta phải nhanh chóng quay về Âm Minh Chi Địa tu luyện, tuyệt đối không thể để tiểu hồ ly tinh này thực hiện được. Nguyên Dao cũng bị tức giận quá sức, lập tức hăng hái nói. Ai, nữ nhân quả nhiên sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện, vẫn là Hàn lão ma nhìn xuyên à. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một trận đau đầu, âm thầm oán thầm nói. Ba ngày sau, Lạc Hồng thành công lưu lại khí tức của thiên ma chủng trên nguyên thần Ân Sảo. Mà bởi vì nàng muốn chuyển tu công pháp, trực tiếp trở về động phủ của mình bắt đầu bế quan. Bạch đạo hữu, chuyện nơi đây, Lạc mỗ cũng nên cáo từ. Đỉnh Linh Phong, Lạc Hồng chắp tay từ biệt đường đi Bạch Vân Châu. Là đạo hữu đừng vội rời đi, trước đó vì không ảnh hưởng tới việc ngươi thi triển bí thuật, lão phu có một việc không nói cho ngươi biết, hiện tại là có thể nói một chút. Giải quyết xong vấn đề của Ân Sảo, tâm tình Bạch Vân Châu rất tốt, lập tức giọng điệu hiền lành nói. Ồ, Lạc mỗ nguyện nghe tường tận. Có thể được tu sĩ hóa thần kỳ cố ý nhắc tới, tất nhiên không phải là chuyện nhỏ, Lạc Hồng lập tức hứng thú. Hướng lão quỷ gần đây muốn tổ chức đại hội hóa thần, Lạc đạo hữu tuy đến từ Thiên Nam, nhưng lần đại hội này chủ yếu liên quan đến chuyện phi thăng, cho nên đạo hữu cũng có thể tham dự, không biết đạo hữu có muốn đi cùng lão phu không. Ở nhân giới, mỗi một tu sĩ hóa thần đều có địa vị hết sức quan trọng, lần này Bạch Vân Châu chủ động yêu cầu Lạc Hồng, cũng là muốn kết một thiện duyên thay Thái Nhất Môn. Đại hội hóa thần, vậy chẳng phải sẽ có rất nhiều hóa thần cùng lúc tham gia sao? Lạc Hồng, ánh mắt sáng lên hỏi. Cũng không hẳn, nhân giới gần ngàn năm qua, đoán chừng cũng chỉ có một mình Lạc đạo hữu tiến giai hóa thần. Có một số lão gia hỏa đến lúc hấp hối, sẽ không rời khỏi nơi ẩn cư của mình, cho nên trừ Lạc đạo hữu ra, cũng chỉ có mấy gương mặt quen thuộc kia. Nhưng cho dù như vậy, đây cũng là cơ hội hiếm có giao lưu với đồng đạo hóa thần, tốt nhất là Lạc đạo hữu không nên bỏ qua. Bạch Vân Châu vuốt râu, khẽ lắc đầu nói, Bạch đạo hữu nói rất đúng, không biết địa điểm tổ chức đại hội ở nơi nào, lại tổ chức khi nào. Lạc Hồng đang muốn tìm hướng chi lễ thương nghị chuyện phi thăng, đại hội lần này có thể nói là đúng ý hắn. Vẫn là địa phương cũ kỹ trước đây, Thiên Khung Sơn Mạch ở Trung Châu Đại Tấn, thời gian là một tháng sau, Bạch Vân Châu từ tốn nói. Thiên Khung Sơn Mạch chính là đệ nhất cao sơn mạch của Đại Tấn, thêm nữa là địa thế cực cao, đỉnh núi cao nhất quanh năm có cương phong tàn sát bừa bãi, tu sĩ cao giai cũng khó có thể tới gần. Địa điểm gặp mặt của tu sĩ hóa thần cũng không cần lo lắng sẽ bị người bên ngoài quấy rầy. Nếu chỉ một tháng, thời gian còn thừa không nhiều lắm, phải tranh thủ khởi hành mới được. Lạc Hồng sờ lên cằm, tính toán một chút nói. Bên lão phu không có gì để chuẩn bị, chỉ cần Lạc đạo hữu thuận tiện là có thể lập tức khởi hành. Bạch Vân Châu khách khí nói, Lạc mỗ cũng thế, vậy lập tức lên đường đi. Lạc Hồng cũng không chỉ hoãn, lập tức nói. Vừa mới nói xong, hai người liền hóa thành hai đạo độn quang một lam một trắng, bay nhanh về phía Thiên Khung Sơn Mạch. Một tháng sau, trên đỉnh núi cao nhất trong Thiên Khung Sơn Mạch Đại Tấn, trong gió mạnh, một tòa đại điện nguy nga linh quang chớp động tọa lạc, xung quanh không có bất kỳ dấu vết con người. Mà ở trung tâm đại điện, có rất nhiều cao giai linh quả, cùng với hương khí bốn phía, khiến cho người ta nghe thấy tinh thần đều phấn chấn. Đếm kỹ, trên bàn có tổng cộng 9 cái, bởi vì vây thành một vòng, cho nên không phân chủ thứ, nhưng lúc này chỉ có 3 cái bàn có người ngồi xuống.
Một người trong đó chính là người đầu tiên của đại hội lần này, bộ dạng hướng lễ của lão đầu. Mà hai người còn lại, một người là hán tử cường tráng đầu đội mộc quan, mặc trang phục màu đen, người kia đầu búi tóc tam giác, hai chân trần, đầu đội một lão giả lục tuần mặt ngựa. Lúc này, ba người đều ngồi xếp bằng trước bàn nhắm mắt đả tọa, khiến cho trong đại điện yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng đột nhiên, hán tử đội mộc quan kia liền mở hai mắt ra, cười lạnh một tiếng nói, đã đến giờ. Lần này chẳng những bạch lão quái chưa tới, mà xa lão yêu cũng không tới, tu tiên giới thật sự càng ngày càng xuống dốc. Nghe nói xa lão yêu vài năm trước phái thủ hạ tấn công tiểu cực cung ở phía Bắc, muốn có được không gian tiết điểm bên kia. Chỉ tiếc cung chủ tiểu cực cung cương liệt dị thường, liều đến cuối cùng, dĩ nhiên tự bạo hư linh điện, làm ra kết cục. Cá chết lưới rách, làm cho xa lão yêu ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo. Chắc hẳn hắn tức giận đến nguyên khí đại thương, lúc này ngay cả hóa thân cũng không phải tới. Lão giả mặt ngựa chính là Phong lão quái, ngoài miệng thì nói đáng tiếc, nhưng trong lời nói lại tràn đầy hả hê, hiển nhiên quan hệ giữa hắn và xa lão yêu cũng không được tốt đẹp gì. Tin tức của Phong huynh đã qua rồi, Hướng Mỗ chính là nghe nói xa lão yêu thành công tìm được một không gian tiết điểm, hơn nữa đã chuẩn bị tiến vào trong đó rồi. Hướng Chi Lễ đột nhiên nói ra lời kinh người. Việc này là thật. Chỗ tiết điểm không gian kia thật sự có thể dùng sao? Phong lão quái nhất thời vẻ mặt kinh hãi, vội vàng hỏi. Mộc quan hán tử ở một bên, cũng chính là Hô lão ma cũng đem ánh mắt hướng về phía Hướng Chi Lễ, chờ hắn trả lời. Nếu có tác dụng, Hướng Mỗ cần gì phải tổ chức đại hội lần này, giống như hai cái lúc trước chúng ta tìm được, cửa vào tiết điểm có không gian phong bạo, chỉ là mạnh yếu có chỗ khác biệt mà thôi. Hướng Chi Lễ cười khổ lắc đầu, đánh nát niệm tưởng của hai người. Vậy lão yêu này tám phần là muốn bằng thân thể mạnh mẽ cứng rắn thử một lần. Liều mạng như vậy xem ra thọ nguyên của hắn không còn nhiều, thật sự rất gấp. Trong mắt Hô lão ma hiện lên một tia thất vọng nói. Bạch lão quái cũng thế, hết lần này tới lần khác lúc này lại luyện hóa hỏa tinh tảo gì đó. Khiến cho nhân thủ tìm kiếm không gian tiết điểm của chúng ta cũng không đủ, nếu có đồng đạo mới tấn thăng thì tốt rồi. Phong lão quái trùng trùng điệp điệp vỗ xuống bắp đùi của mình, tiếng oán hận nói. Trước mắt, trong tư liệu Linh Lung đưa cho, những không gian tiết điểm ở Đại Tấn bọn họ đều đã dò xét qua. Còn lại đều ở ngoài Đại Tấn, Thiên Nam Địa Bắc, nếu không có đủ nhiều nhân thủ, vậy thì hiệu suất thật sự là đáng lo. Hướng Mỗ biết một người 10 phần 10 để tiến giai lên hóa thần, nhưng chuyện này cũng là chuyện của mấy trăm năm sau, trước mắt đừng trông mong có một hậu bối mới lên tiến giai. Bạch lão quái bên kia không có biện pháp, nhưng vì sao tiểu hòa thượng Lôi Âm Tông kia cũng không tới, chẳng lẽ hắn thật sự muốn chết già trong chùa hay sao? Bày 9 cái bàn, kết quả ngay cả mình ở bên trong cũng có 3 người tới, trên mặt Hướng Chi Lễ cũng không nhịn được. Mặc dù có 2 vị bế tử quan không đến, nhưng trong dự liệu của hắn, một nửa cũng vượt qua. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 893, Nghị hội phi thăng. Đám hòa thượng Lôi Âm Tông kia đang tiêu hóa trắng trợn địa bàn của Tịnh Thổ Tông nguyên bản, có lẽ bị việc này ngăn cản, lần này mới không thấy bóng dáng tiểu hòa thượng kia. Phong lão quái ngày thường cũng giống như Hướng Chi Lễ, đều là ngụy trang thành tu sĩ cấp thấp ở các tông môn hành động, tin tức đối với tu tiên giới cũng không quá linh thông. Hừ, chấp nhất với tông môn quyền thế như thế, sợ là hòa thượng kia đã tuyệt ý niệm phi thăng trong đầu, không đến cũng tốt, đỡ cho Hô Mỗ thấy mà tức giận. Vấn đề nhân thủ không đủ, xem ra chỉ có thể dựa vào những môn nhân đệ tử nguyên anh trung hậu kỳ kia để bổ sung. Thiên Ma Tông ta thì không thành vấn đề, nhưng bên phía Bạch lão quái, chúng ta còn phải đi Thái Nhất Môn một chuyến. Hô lão ma sắc mặt nghiêm túc, cau mày nói. Vừa dứt lời, đột nhiên một đạo truyền âm liền vang lên trong đại điện. Ha ha, không cần Hô huynh đại giá, Bạch Mỗ đã đến. Nương theo tiếng cười sang sảng, ba đạo nhân ảnh từ cửa điện đi vào, ngoại trừ Lạc Hồng và Bạch Vân Châu ra, còn có hóa thân của xa lão yêu, đứa bé tết tóc. Vốn là hai người Lạc Hồng sẽ không đến trễ một lát, chỉ là trên đường Bạch Vân Châu đột nhiên nói lên chuyện xa lão yêu chuẩn bị tiến vào không gian tiết điểm. Lạc Hồng liền tiện đường đi xem tình huống một chút. Nếu không gian gió lốc trong không gian tiết điểm kia không mạnh, dùng để quăng vào vực ngoại thiên ma là lựa chọn không tệ. Mà xa lão yêu hóa thân trông coi tiết điểm xung quanh thấy Lạc Hồng không ngờ đã tiến giai hóa thần,
tất nhiên là vô cùng chấn kinh. Sau đó, đối với hóa thần đại hội lần này cũng lần nữa có hứng thú, dù sao không có khuôn mặt mới xuất hiện. Loại tụ hội này cũng chỉ là người xưa thường nói, xa lão yêu tham gia nhiều, lúc này mới không có thực hiện lời hứa. Bạch lão quái, sao ngươi lại xuất quan, quả hỏa tinh tảo kia hẳn là không dễ luyện hóa như vậy mới đúng. Cảm ứng được tu vi Bạch Vân Châu sơ kỳ đỉnh phong, Hồ lão ma không khỏi có chút ghen ghét nói. Vốn dĩ trong số đông tu sĩ hóa thần kỳ, cũng chỉ có Hướng Chi Lễ đạt tới cảnh giới này mà hắn dựa vào ma công mạnh mẽ. Ở phương diện thực lực chiếm cứ vị trí lão nhị nhiều năm, hiện giờ đột nhiên bị lão hữu vượt qua, tâm tình không khỏi có chút phức tạp. Cũng là may mắn, cháu gái ngoại của lão phu từ trong hắc vực lấy được một gốc linh dược thượng cổ mấu chốt, để lão phu giảm đi hơn 100 năm công phu, lúc này mới có thể cùng tham dự. Mặt khác, giới thiệu một chút với chư vị. Lạc Hồng, Lạc đạo hữu, trước đây không lâu cũng đã tiến giai hóa thần, trở thành tồn tại ngang hàng với chúng ta rồi. Bạch Vân Châu đáp lại Hồ lão ma một câu, liền hơi nghiêng người, đưa tay giới thiệu. Lạc sư đệ, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã tiến giai hóa thần, ta còn tưởng rằng ngươi ít nhất phải 200-300 thời gian mới có thể đột phá. Ha ha, ngược lại vi huynh xem nhẹ ngươi. Lúc Lạc Hồng vừa đến trong điện, Hướng Chi Lễ đã phát hiện ra tu vi của hắn. Dù là như thế, sau khi hắn nghe được Bạch Vân Châu giới thiệu, vẫn giật mình không nhỏ. Lạc mỗ cơ duyên xảo hợp đi loạn tinh hải một chuyến, gặp cơ hội hóa thần, cũng tao ngộ một phen hung hiểm mới miễn cưỡng hóa thần. So với Hướng sư huynh, thực sự không đáng nhắc. Tới, Lạc Hồng thuận miệng nói, ai? Lạc sư đệ quá khiêm tốn, hiện nay ở nhân giới, tu sĩ có thể tiến giai hóa thần không có ai mà không phải là thiên tư cùng phúc duyên đều tốt, vì huynh cũng không tốt hơn sư đệ là bao. Chúng ta cũng đừng đứng nói chuyện nữa, ba vị mau ngồi xuống đi, nếm thử những linh quả mà Hướng mỗ tỉ mỉ bồi dưỡng. Vì nghênh đón ba người Lạc Hồng, Hướng Chi Lễ bọn họ đã đứng lên từ trước bàn, cho nên giờ phút này sáu người trong điện đều chưa ngồi xuống, nhìn có chút mất tự nhiên. Ha ha, thống khoái, không ngờ hôm nay có thể nhìn thấy đạo hữu mới lên cấp, thật sự khiến người vui mừng. Phong mỗ liền lấy trà thay rượu, chúc mừng Lạc hiền đệ tiến giai hóa thần. Mọi người vừa mới ngồi xuống, Phong lão quái liền nâng chén chúc mừng nói. Hay cho Phong lão quái nhà ngươi, dám độc tài trước. Lạc huynh đệ, bổn tọa cũng mời ngươi một ly. Sau khi cười mắng một tiếng, Hồ lão ma cũng lập tức nâng chén nói. Mà bị hai người này đồng thời vây quanh, ba người còn lại cũng không tiện giả câm vờ điếc, dứt khoát cùng chúc mừng Lạc Hồng một phen, trang diện nhìn qua ngược lại hết sức hòa thuận. Sau một phen khách sáo, hóa thần đại hội đã không biết bao nhiêu lần, rốt cục cũng đã được tổ chức một cách có hình có dạng. Lạc sư đệ, ngươi xuất thân từ Thiên Nam, đối với lệnh cấm giữa hóa thần kỳ tu sĩ chúng ta không hề hay biết, vi huynh sẽ nói với ngươi một chút. Bởi vì thần thông của tu sĩ hóa thần chúng ta thực sự quá lớn, diệt sát đại đa số tu sĩ nguyên anh hậu kỳ đều dễ như trở bàn tay. Nếu trong đó có một vị nào tùy ý làm bậy, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn trận tự của nhân giới, do đó vạ lây đến thân hữu của chúng ta. Cho nên từ rất lâu trước đây, tất cả tu sĩ hóa thần của nhân giới đã cùng nhau chế định ra một quy tắc. Phàm là tu vi đạt tới cảnh giới hóa thần, liền cấm chế tranh đấu với nhau, cũng nghiêm cấm tham dự hết thảy sự vụ trong tu tiên giới. Giống như chuyện ngươi một mình diệt Tịnh Thổ Tông, sau này liền không làm được, nếu không chúng ta sẽ tấn công ngươi. Lạc sư đệ có nguyện ý tiếp nhận không? Hướng Chi Lễ nghiêm giọng nói. Vị này nên có ý, Lạc mỗ tự nguyện tuân thủ. Lạc Hồng không do dự, lập tức chắp tay đáp. Loại lệnh cấm ước định này không đơn thuần là ước thúc, cũng có rất nhiều chỗ tốt, dù sao Lạc Hồng cũng không muốn thời khắc khác phòng bị mấy người Hồ lão mà. Đương nhiên, thực sự đến thời khắc mấu chốt, loại lệnh cấm này vẫn là không có. Như thế là tốt rồi, chúng ta tiếp theo liền nói chính sự, chư vị mời xem. Hướng Chi Lễ nghe vậy không khỏi mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người, trong nháy mắt hướng 9 cái bàn vây thành vòng tròn đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ thấy, một đạo ngân quang trên không trung ầm ầm nổ tung, phần đông quang điểm màu bạc nhanh chóng hội tụ ra một tấm địa đồ nhân giới, trên đó có không ít điểm sáng, duy chỉ có Đại Tấn. Bên này là một mảnh đen tối. Những điểm sáng này chính là vị trí không gian tiết điểm còn lại chưa dò xét qua, phân bố ở các nơi nhân giới, muốn dò xét từng cái có chút tốn công phu. Mà ngoại trừ Lạc sư đệ ra, thọ nguyên của chúng ta còn lại cũng không nhiều lắm, đã trì hoãn không nổi. Cho nên,
Mục đích chủ yếu của lần đại hội này là phân công, mau chóng tìm ra không gian tiết điểm thích hợp, không biết ý chư vị như thế nào. Hướng Chi Lễ trực tiếp nói ra mục đích của mình. Vùng phong nào đó ở Ngũ Long Hải này tương đối quen thuộc, không gian tiết điểm bên kia liền do Phong Mỗ bao hết rồi. Phong lão quái quả thực giống như là cùng Hướng Chi Lễ câu thông, đối phương vừa dứt lời, hắn liền phụ họa nói. Nếu sư huynh đã mở miệng, không gian tiết điểm bên Thiên Nam này cứ giao cho Lạc Mỗ là được. Chỉ hy vọng trong tin tức chư vị cùng hưởng có thể mang theo không gian tiết điểm không gian không quá kịch liệt. Vạn nhất cuối cùng không tìm được chỗ thích hợp, Lạc Mỗ đến lúc đó cũng có thể đánh cược một phen. Lạc Hồng đối với đề nghị của Hướng Chi Lễ cũng vô cùng tán thành, dù sao bọn họ từ trong toàn bộ không gian tiết điểm. Nhiều nhất có thể tìm được một cái phù hợp, mà phụ họa yêu cầu của hắn chí ít có thể có một hai thành. Có thể nói, Hướng Chi Lễ bọn họ hoàn toàn là đang làm công cho hắn. Lạc sư đệ không cần bi quan như vậy, bất quá chút yêu cầu này căn bản không tính là điều kiện. Hướng Chi Lễ thuận miệng khích lệ một câu, nhưng ai cũng không phát hiện, ánh mắt của hắn lặng lẽ chớp động một chút. Ngay sau đó, Hồ Lão Ma và Bạch Vân Châu đều chọn một khu vực, nhưng khi đến lượt Xa Lão Yêu, hắn lại trực tiếp từ chối nói, trong chuyện này bổn tọa thật sự là hữu tâm vô lực. Bản thể không cách nào rời khỏi Vạn Yêu Cốc, hóa thân cũng phải lưu thủ ở gần tiết điểm không gian miễn cưỡng có thể dùng kia. Điều duy nhất có thể làm là liên hệ với yêu tu băng hải, nhờ bọn họ hỗ trợ dò xét không gian tiết điểm trên biển. Tình huống của Sa huynh đặc thù, chúng ta đều có thể hiểu được, cũng may khu vực còn lại cũng không lớn. Liền để đệ tử của Thái Nhất Môn cùng Thiên Ma Tông vất vả một phen, không biết ý Bạch huynh cùng Hô huynh như thế nào. Hướng Chi Lễ vốn không đem Sa Lão Yêu suy nghĩ ở bên trong, lập tức nhìn về phía Bạch Vân Châu cùng Hồ Lão Ma đạo. Hồ Lão Ma, không có vấn đề. Bạch Vân Châu, đây là việc nhỏ. Sau khi thỏa thuận xong việc phân công, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra thần sắc như chút được gánh nặng. Lập tức thuận thế thảo luận một ít chuyện tu hành, cũng tổ chức một hồi giao dịch quy mô nhỏ ở hiện trường. Phong lão quái lấy ra 3 viên huyết khí đan rất là đắt, nhưng cũng bình thường, dù sao cũng là đan dược gia tăng mấy chục năm thọ nguyên cho tu sĩ hóa thần, mọi người đều rất cần. Nếu không phải viên thuốc này vô dụng đối với yêu thú thì Xa Lão Yêu có thể lập tức xuất ra toàn bộ tài sản để đổi lấy. Lạc Hồng bây giờ còn chưa tới 400 tuổi, tự nhiên sẽ không tranh đoạt loại đan dược này với Hướng Chi Lễ, ngược lại lấy ra không ít tài liệu hung thú, đổi được không ít linh vật cực kỳ hiếm thấy. Nếu là bình thường, những linh vật này bọn họ mặc dù không dùng được, cũng sẽ không lấy ra giao dịch. Nhưng lần này bởi vì là Lạc Hồng lần đầu lộ diện sau khi tiến vào hóa thần kỳ, tất cả mọi người đều cho hắn một ít mặt mũi. Bất chi bất giác, thời gian đã trôi qua 5 ngày, Xa Lão Yêu tâm niệm chỗ tọa độ không gian kia. Cho nên là người đầu tiên ngồi không yên, lập tức đứng dậy nói, thời gian không còn sớm, bổn tọa đi trước một bước, chờ chư vị tin tốt. Dứt lời, đồng tử tết tóc liền hóa thành một đạo hắc quang, phi độn rời đi. Sau khi nhìn theo hóa thân Xa Lão Yêu đã đi xa, Hồ Lão Ma lập tức hừ lạnh một tiếng, có chút bất mãn nói, lão yêu quái này thật là có ý hay, muốn ngồi mát ăn bát vàng. Hướng huynh, chẳng lẽ chúng ta thật muốn đem tin tức dò xét được chia sẻ cho lão quái vật này? Sao có thể có chuyện tốt như vậy, không muốn xuất lực, tự nhiên cũng đừng nghĩ đến việc chia lợi ích, đến lúc đó cho hắn một phần tin tức vô dụng, lừa gạt hắn một phen là được. Hướng Chi Lễ đồng dạng lạnh lùng nói, tựa hồ đối với Xa Lão Yêu không có nửa phần hảo cảm. Bạch Vân Châu cùng Phong Lão Quái mặc dù chưa nói chuyện, nhưng lúc này cũng liên tục gật đầu, bộ dáng cực kỳ đồng ý. Có lẽ nhìn ra nghi hoặc trong mắt Lạc Hồng, Bạch Vân Châu khẽ cười một tiếng rồi nói, là đạo hữu nghi hoặc vì sao chúng ta đều có chút bài xích Xa Lão Yêu. Ngươi dù sao cũng đến từ Thiên Nam, không biết nội tình trong đó cũng bình thường. Ẩn ẩn bài xích. Được lắm, các ngươi còn thiếu Lão Yêu nói phét phét, đối phương vừa đi đã liên hợp âm mưu lừa gạt hắn, cũng là thực hành. Lạc sư đệ, ngươi không phải tu sĩ bản thổ Đại Tấn chúng ta, cho nên không biết một ít thượng cổ bí mật. Thật ra thì, lệnh cấm mà trước đó đã nói với hắn, chính là lệnh cấm do một đại yêu thượng cổ còn sót lại như Xa Lão Yêu lập nên. Đừng nhìn hiện tại yêu này trung thực, kỳ thật trước đây thôn phệ nhân tộc chúng ta không ít, tu sĩ phàm nhân đều không buông tha. Nếu không phải yêu thú này thần thông thật sự lợi hại, bọn ta lại không thể toàn lực xuất thủ, sớm đã diệt trừ nó rồi. Bây giờ nếu hắn chịu xuất lực, vậy vì đại kế phi thăng, chúng ta cũng không phải không thể nhường nhịn. Nhưng nếu hắn không chịu, vậy tất nhiên không có gì hay để nói.
Hướng Chi Lễ thần sắc nghiêm túc giải thích. Thì ra là thế, Lạc Mỗ vốn kỳ quái một đời đại yêu vì sao an sinh như thế, trong đó đúng là có nguyên do bực này. Lạc Hồng gật đầu trầm giọng nói, sau khi nghe được việc này, ý nghĩ vốn dĩ trong lòng hắn đã buông lỏng, lập tức liền thay đổi hoàn toàn. Bởi vì phi tiên thạch chỉ có 6 khối, hơn nữa Lạc Hồng còn muốn lưu lại cho Ngu Nhược Hy 2 khối, cho nên người hắn có khả năng mang theo cùng phi thăng, nhiều nhất chỉ có 3, thậm chí đại khái là 2 cái. Ngay vừa rồi, Sa Lão Yêu vốn chiếm cứ một vị trí, bị hắn loại bỏ ra ngoài. Chương 894, ba danh ngạch. Lạc Hồng vốn muốn mang Sa Lão Yêu cùng nhau phi thăng, chỉ là vì có quan hệ với yêu tộc linh giới, thuận tiện cho việc hành sự sau này. Dù sao, lão yêu quái này chính là yêu tu linh giới lúc trước cùng Linh Lung hạ giới, dùng thọ nguyên của yêu tộc, mặc dù mấy vạn năm trôi qua, hắn cũng nên lưu lại một ít nhân mạch. Nhưng Lạc Hồng cũng phải cân nhắc vấn đề đoàn kết của đội ngũ phi thăng, chấp hành nhiệm vụ mà không hợp ý nhau của Thanh Minh vệ chính là tìm chết. Hơn nữa, hắn nghe nói trong lòng Sa Lão Yêu trước đây có bất mãn, liền thuận lý thành trương không muốn dẫn hắn phi thăng. Sau khi đưa ra quyết định này, Lạc Hồng lúc đầu còn cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng tinh tế suy nghĩ, lại cảm thấy như vậy có lẽ tốt hơn. Thân phận của Sa Lão Yêu tại linh giới hư hư thực 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 có quan hệ với Thiên Khuê Yêu Vương, cũng chính là phu quân trên danh nghĩa Linh Lung kia. Ta có quan hệ với Hàn Lão Ma, nếu sớm nhắc lên quan hệ với Thiên Lang tộc thì tuyệt đối không phải chuyện tốt, cho nên chuyện lấy được yêu mạch của Sa Lão Yêu có thể là họa phi phúc. Hơn nữa, từ kinh nghiệm của thời không Hàn Lão Ma đến xem, yêu tộc bên kia nhị ngũ tử không ít, các loại cấm phẩm đều là tùy ý mua bán. Chỉ cần trong tay ta tài nguyên đầy đủ, giao dịch hẳn là không khó, yêu mạch trợ giúp kỳ thật không lớn. Nhưng mà sau khi loại bỏ Sa Lão Yêu, vậy ai sẽ thay thế hắn đây? Thần sắc Lạc Hồng không thay đổi, dùng ánh mắt quét một vòng, cuối cùng nhìn Bạch Vân Châu nhiều hơn một chút. 6 khối phi tiên thạch cũng không phải nói có thể mang theo 6 người phi thăng. Bởi vì phải sử dụng không gian tiết điểm tới gần Thiên Uyên Thành, Lạc Hồng gần như không có khả năng gặp phải loại không gian tiết điểm phi thường ổn định bên trong. 99% cuối cùng chỉ có thể tìm được một không gian tiết điểm không gian phong bạo không quá mãnh liệt. Cái này cần Lạc Hồng trước dùng một khối phi tiên thạch ổn định thông đạo, sau đó bọn họ mới có thể dùng phi tiên thạch phi thăng. Cho nên vì bảo đảm Ngu Nhược Hy phi thăng, hắn nhất định phải lưu lại 2 khối, chân chính có thể vận dụng thật ra chỉ có 4 khối. 4 khối phi tiên thạch lại khấu trừ khối ổn định thông đạo kia, cũng chỉ còn lại 3 khối. Nói cách khác, chính là 3 danh ngạch phi thăng. Trong 3 danh ngạch phi thăng chắc chắn, Lạc Hồng và Hướng Chi Lễ không cần phải nói, dù sao cũng là sư huynh đệ tiện nghi, giao tình bất luận sâu đậm, chung quy vẫn có chút. Mà danh ngạch thứ 3 này, hiện tại Lạc Hồng muốn cho Bạch Vân Châu. Đây cũng không phải là do ân xảo. Đối với chuyện này, Lạc Hồng đã suy nghĩ rất cặn kẽ. Trong 3 tu sĩ hóa thần ở đây trừ Hướng Chi Lễ ra, người thứ nhất bị trừ đi là Hồ Lão Ma. Phong cách hành sự của chính đạo và ma đạo chênh lệch quá nhiều, hắn và Lạc Hồng không phải người một đường. Phong lão quái thật ra không tệ, chỉ bằng chuyện hắn vì một hậu nhân đã đuổi giết Hàn Lão Ma hơn nửa năm mà xem, hắn cũng coi như là người có tình có nghĩa. Bất quá, giao tình giữa hắn và Hướng Chi Lễ quá sâu, điều này làm cho Lạc Hồng có chút không yên lòng. So sánh xuống, Bạch Vân Châu chẳng những là nhân sĩ chính đạo, hơn nữa Thái Nhất Môn ở linh giới cũng coi như một phương thế lực. Tuy không thể miễn bọn họ ở Thiên Uyên Thành phục vụ thời hạn, nhưng tóm lại có thể phù chiếu 1-2, không đến mức bị an bài một ít nhiệm vụ nguy hiểm hẳn phải chết. Mặc dù Lạc Hồng đã chuẩn bị một số đòn sát thủ, nhưng nếu không cần thiết, ai lại nguyện ý hóa thần đả luyện hư chứ? Sau khi gặp mặt lần này, hai người bọn hắn sẽ đi các nơi dò xét không gian tiết điểm, mà ta cũng phải quay về Thiên Nam chấp hành kế hoạch, muốn gặp mặt lại là rất khó khăn. Cho nên, tốt nhất thừa dịp cơ hội lần này liền câu thông cho tốt, miễn cho hết thảy sẵn sàng, bọn hắn đã vọt vào không gian tiết điểm rồi. Một bên âm thầm suy nghĩ, Lạc Hồng một bên cùng mọi người trao đổi tâm đắc tu luyện, rất nhanh lại 5 ngày đi qua, lần hóa thần đại hội này cũng tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hồ Lão Ma cáo từ trước, sau đó Phong Lão Quái cùng Bạch Vân Châu cũng độn ra khỏi đại điện. Trong thời gian mấy tức, trong một đại điện to như vậy, cũng chỉ còn lại Lạc Hồng và Hướng Chi Lễ. Sau khi thưởng thức linh trà, Lạc Hồng đang định mở miệng, nào ngờ Hướng Chi Lễ đột nhiên nói, Lạc sư đệ, ngươi nghiên cứu phương pháp phi thăng kia, đã có manh mối rồi đúng không?
Lạc Hồng nghe vậy ánh mắt không khỏi chớp lên, khẽ cười nói, ha ha, sao Hướng sư huynh lại nói như vậy? Lạc sư đệ không phải là người ham đánh bạc, trước đây muốn tin tức về không gian tiết điểm không thể lợi dụng, tất nhiên là có mục đích khác. Mà cùng không gian tiết điểm liên quan, cũng chỉ có phi thăng một chuyện này. Cho nên, vi huynh mới phỏng đoán sư đệ đã nghiên cứu ra một ít manh mối về phi tiên thạch trong tay. Không biết sư đệ có tiện nói tỉ mỉ với vi huynh một phen không? Hướng Chi Lễ mặt lộ vẻ chờ mong nói. Trước khi nói chuyện này, Lạc Mỗ phải hỏi sư huynh trước một chút, biết rõ tình huống linh giới mấy phần. Lạc Hồng đặt chén trà xuống, ngưng mắt nhìn Hướng Chi Lễ nói. Lạc sư đệ thật đúng là hỏi thăm vi huynh, mặc dù xuất thân môn phái truyền thừa lâu đời, nhưng điển tịch trong môn cũng chưa từng ghi chép quá nhiều sự tình liên quan tới linh giới. Mà những tu sĩ linh giới trong đại chiến thượng cổ lúc hạ giới trợ giúp kia cũng đa số bị xóa đi trí nhớ linh giới. Chỉ có tồn tại thân phận đặc thù như Linh Lung Yêu Phi mới có thể giữ lại trí nhớ hoàn chỉnh. Bảng, phất là tồn tại kiên kỵ gì đó, khiến cho những đại năng linh giới kia không muốn tin tức linh giới lưu truyền đến hạ tầng giới diện. Theo như vi huynh biết, trước đây phi tiên thạch vẫn hoạt động bình thường, tu sĩ nhân giới chúng ta đều sẽ phi thăng đến một địa phương tên là Thiên Uyên Thành. Về phần tình huống cụ thể trong thành, vi huynh cũng không biết được. Hướng Chi Lễ nhíu mày trầm ngâm một lát, sau đó chậm rãi lắc đầu nói. Phong tỏa tin tức như thế, chẳng lẽ là sợ tu sĩ hạ giới biết rõ hai tộc nhân yêu ở linh giới lăn lộn quá thảm, dứt khoát phi thăng đến ma giới. Lạc Hồng lúc này còn không thể hiểu được suy nghĩ của những đại năng kia, tâm niệm vừa chuyển liền hoàn hồn nói. Liên quan đến tình huống Thiên Uyên Thành, Lạc Mỗ ngược lại từng dưới cơ duyên xảo hợp biết được một hai, không biết có hứng thú với chuyện này không? Việc này đương nhiên là có, vi huynh nguyện nghe tường tận. Hướng Chi Lễ mặc dù không biết Lạc Hồng vì sao muốn đem chủ đề dẫn tới trên Thiên Uyên Thành, nhưng ít nhiều đoán được cái này cùng phương pháp phi thăng của hắn có quan hệ, cho nên lập tức không có biểu hiện ra nửa phần không kiên nhẫn. Trong linh giới, tộc đàn san sát, công phạt lẫn nhau tàn khốc vô cùng, động một tí chính là vong tộc diệt chủng. Mà nhân tộc chúng ta ở linh giới coi như là kết minh cùng yêu tộc, ở trên tổng thể thế lực cũng là yếu thế, mấy tộc đàn xung quanh, xưa nay nhìn chằm chằm vào nhân yêu hai tộc. Cho nên, nhân yêu hai tộc ở linh giới vẫn luôn thủ thế, vì thế những đại năng lúc ban đầu kia liền bày ra một tòa siêu cấp tiên trận xung quanh địa bàn hai tộc nhân yêu, khiến cho lúc ngoại tộc tiến công chỉ có thể từ một chỗ đánh vào. Để phòng về chỗ này, hai tộc nhân yêu đã dồn sức xây thành Thiên Uyên Thành, cho nên nói tòa thành này thực ra là một cửa ải cực lớn, được chuẩn bị cho đại chiến. Nghe thấy thế, thần sắc Hướng Chi Lễ vốn thong dong trở lên ngưng trọng. Hắn mơ hồ ý thức được, tu sĩ phi thăng bị tập trung ở Thiên Uyên Thành rất có thể cũng xuất phát từ mục đích chiến trường. Nếu không có chiến đấu, Thiên Uyên Thành bởi vì là lối ra vào duy nhất của nhân yêu nhị tộc thông tới man hoang. Các loại tài nguyên tu tiên có thể nói là vô cùng phong phú, linh địa lại nhiều đến vô số, tuyệt đối là một chỗ thánh địa tu tiên. Nhưng thám tử dị tộc xung quanh cũng thỉnh thoảng xuất hiện, cho nên cần đông đảo nhân thủ hộ vệ để tránh bị dị tộc lẻn vào nội địa hai tộc nhân yêu. Chuyện không may, chúng ta nếu có thể thành công phi thăng, sẽ phải đối mặt thiên đạo linh giới nhằm vào tu sĩ hóa thần kỳ. Mà bởi vì chúng ta là người dị giới, uy lực của tiểu thiên kiếp sẽ tăng phúc đến mức gần như khiến chúng ta thập tử vô sinh. Chỉ có dùng một loại linh đan tên là tẩy trần đan mới có thể dần dần tẩy đi khí tức dị giới tạm thời che giấu. Nhưng tu sĩ có thể phi thăng tới linh giới lại đều có thần thông, không nhỏ, cho nên trở thành người được chọn để hộ vệ Thiên Uyên Thành tốt nhất. Hướng sư huynh, những thám tử dị tộc kia cũng là người nổi bật trong các tộc, cũng không phải dễ chọc, tin tưởng ngươi có thể hiểu rõ hung hiểm trong đó. Lạc Hồng trầm giọng nói, lại còn có loại nội tình này, quả nhiên tu tiên giới vô luận ở nơi nào cũng giống nhau. Hướng Chi Lễ cảm thán từ đáy lòng, mặc dù Lạc Hồng không nói quá thẳng thắn, nhưng Hướng Chi Lễ vẫn nghe hiểu được. Tu sĩ bản địa linh giới dùng nhu yếu phẩm của tẩy trần đan để uy hiếp tu sĩ phi thăng, bức bách tất cả các tu sĩ phi thăng làm nhiệm vụ hộ vệ cực kỳ nguy hiểm, lộ ra pháp tắc tu tiên mạnh được yếu thua. Ở nhân giới, tu vi của chúng ta đã đến đỉnh điểm. Nhưng ở linh giới, tu sĩ hóa thần mặc dù không đến nỗi nhiều đến đầy đất, nhưng ở trong mắt những tồn tại luyện hư hợp thể kia, cũng không khác gì con sâu cái kiến. Lạc Mỗ lao lực trăm cay nghìn đắng phi thăng lên, cũng không phải là vì làm bia đỡ đạn cho người ta. Nhưng mà, Thiên Uyên Thành một lần lại thật sự tránh không khỏi, cho nên cũng chỉ có thể tìm chút đồng đạo báo đoàn sưởi ấm tin tưởng.
Hướng sư huynh đến lúc đó có nguyện cùng Lạc Mỗ cùng tiến thối không? Lạc Hồng Đồ lộ ra vẻ tham lam. Nếu thật sự như thế, vi huynh chỉ sợ cũng không có lựa chọn khác. Hướng Chi Lễ nghe vậy đầu tiên là thổn thức một câu, sau đó đột nhiên phản ứng lại, hai mắt trừng trừng nhìn Lạc Hồng nói. Lạc sư đệ nói vậy là sao? Chẳng lẽ ngươi đã tìm được phương pháp phi thăng lên Thiên Uyên Thành sao? Hiện tại còn không có, bất quá trong vòng 200 năm tất nhiên có thể tìm được. Hơn nữa Lạc Mỗ có thể cam đoan an toàn tuyệt đối của quá trình phi thăng. Lạc Hồng nói ra lời kinh người. Phương pháp phi thăng tuyệt đối an toàn. Hấp dẫn này thật sự quá lớn, nhất thời làm cho tâm tư Hướng Chi Lễ di động lên. Lạc sư đệ có nắm chắc lớn như vậy không? Lạc Mỗ phương pháp này căn bản chính là trùng kiến thông đạo phi thăng thời thượng cổ. Quá trình này cùng thượng cổ tu sĩ phi thăng không khác. Chỉ cần không phải quá mức xui xẻo, đụng phải không gian phong bạo cực kỳ mãnh liệt, liền có thể trực tiếp phi thăng đến Thiên Uyên Thành. Khuyết điểm duy nhất chính là danh ngạch có hạn, 4 khối phi tiên thạch, 3 danh ngạch đã là cực hạn. Nói xong, Lạc Hồng lật bàn tay một cái, liền từ trong túi vạn bảo lấy ra một khối phi tiên thạch. Chỉ thấy trên linh thạch màu đỏ này có thêm không ít phù văn màu lam, cùng trận văn bản thân dây dưa cùng một chỗ, khiến người ta nhìn đến chóng mặt. 3 danh ngạch, ha ha, xem ra vi huynh thật đúng là không uổng công nhận ngươi sư đệ. Còn có một danh ngạch, ngươi vừa ý ai? Hướng Chi Lễ đảo mắt, liền hiểu được ý tứ của Lạc Hồng, lúc này hài lòng cười nói. Thái nhất môn của Bạch Đạo Hữu ở linh giới tựa hồ cũng là một đại phái, có lời nói này, có thể làm cho chúng ta tránh khỏi rất nhiều hung, hiểm, cho nên Lạc Mỗ là có ý với hắn. Lạc Hồng cực kỳ nghiêm túc nói. Việc này hắn đã đưa ra quyết định, nếu Hướng Chi Lễ có dị nghị gì, hắn sẽ không nhường nhịn. Lạc sư đệ suy nghĩ rất chu đáo, Bạch huynh đúng là lựa chọn tốt nhất, ngươi yên tâm, vi huynh sau đó tìm cơ hội nói rõ việc này với hắn. Mấu chốt hơn chính là, ngoại trừ cái mà sư đệ đã nói trước đó, vi huynh còn có chỗ nào có thể giúp đỡ. Chỉ cần liên quan tới đại kế phi thăng, vi huynh nhất định sẽ kiệt lực làm. Hướng Chi Lễ lúc này vô cùng rõ ràng, biết rõ việc này chính là Lạc Hồng chủ đạo. Có thể mang hắn đi đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi, nếu như hắn lại đề xuất ý kiến, vậy thì quá mức không khôn ngoan rồi. Nếu nói với sư huynh như vậy, thì thật sự có một chuyện cần huynh hỗ trợ. Ba người chúng ta đột nhiên phi thăng không lừa được người, nhưng mà thế lực tông môn Lạc Mỗ ở Thiên Nam xa xôi không lớn. Còn có gia thất lưu lại, cho nên tuyệt không thể để đám người Hô lão ma biết được việc này là do Lạc Mỗ mà lên. Liền thỉnh cầu sư huynh nâng lên cây cờ lớn này, để Lạc Mỗ có thể yên tâm phi thăng. Lạc Hồng chưa bao giờ đánh giá cao tiết tháo của Hô lão ma, nếu lão ma này biết bọn họ bỏ mặc hắn phi thăng, không tức điên mới là lạ, trên cơ bản chuyện gì cũng làm được. Nếu Lạc Hồng tự mình làm náo động, vậy Ngu Nhược Hy cùng hai đệ tử của hắn sẽ thập phần nguy hiểm. Việc này đơn giản, dù sao Hướng Mỗ một thân một mình, tông môn bên kia chỉ cần liên hợp Thái Nhất Môn cũng không sợ một ma tu hóa thần. Chỉ là Phong huynh bên kia không dễ làm, hành động này của Vi huynh thật sự có chút thẹn với lão hữu. Hướng Chi Lễ đầu tiên là phất tay đáp ứng, sau đó không khỏi than thở. Nếu như cảm thấy hổ thẹn với sư huynh, không ngại lưu lại cho Phong đạo hữu một câu, để hắn đi Lôi Âm Tông một chuyến, chỉ cần nhắc tới danh hào Lạc Mỗ, nhất định có thể có thu hoạch. Danh ngạch phi thăng của Lôi Âm Tông Lạc Hồng cũng không hiếm lạ, tuy rằng khả năng thành công cũng không nhỏ. Nhưng lưng đeo nghiệp lực khổng lồ đã định trước chỉ có thể chuyển tu Phật đạo, cái giá thật sự quá lớn, lúc này dứt khoát lấy ra làm nhân tình. Lôi Âm Tông, chẳng lẽ tiểu hòa thượng kia cũng mở lối đi riêng? Trong lòng Hướng Chi Lễ cả kinh, không khỏi cảm thấy mình thật sự là khinh thường người trong thiên hạ, một hai người vậy mà đều xa xa đi trước hắn. Phong huynh đến lúc đó đi liền biết, Lạc Mỗ hiện tại không tiện nhiều lời. Lạc Hồng mỉm cười lắc đầu nói, nếu sư đệ không tiện, vậy vi huynh cũng không miễn cưỡng, tin tưởng sư đệ cũng sẽ không lấy việc này ra đùa giỡn. Bên phía Phong huynh có thể có một câu trả lời, đó là tốt nhất. Hướng Chi Lễ không cưỡng cầu, nhếch miệng chắp tay tạ ơn. Như thế đã định, Lạc Mỗ sẽ trở về Thiên Nam bắt đầu kế hoạch, kính xin Hướng sư huynh cách mỗi 10 năm sẽ dùng vạn lý phủ, liên hệ với Lạc Mỗ một lần. Nói xong, Lạc Hồng liền đứng dậy cáo từ. Lạc sư đệ thuận buồm xuôi gió. Hướng Chi Lễ lập tức đứng dậy đưa tiễn. Chắp tay đứng ở cửa điện nhìn theo độn quang của Lạc Hồng đi xa, Hướng Chi Lễ thật lâu không thu hồi ánh mắt. Một cỗ sóng sau nồng đậm ập vào trong đầu hắn. Quảng Nam phủ Đại Tấn vốn là một châu phủ không có bao nhiêu tồn tại,
nhưng gần trăm năm qua quật khởi một môn phái kiếm tu tên là Vạn Kiếm Môn. Dựa vào lão tổ sáng lập môn phái một mình tiêu diệt uy danh hiển hách của Tịnh Thổ Tông, quả thực là bị ép mở rộng. Phạm vi thế lực của Vạn Kiếm Môn hiện giờ sớm đã không giới hạn ở Quảng Nam Phủ, còn nuốt vào một khối lớn của hai châu phủ xung quanh. Nhưng ngoại trừ Hồng Quân lão tổ đang bế quan thì trên dưới không có một tu sĩ nguyên anh nào, không khỏi làm cho những thế lực tu tiên xung quanh có tâm tư khác. Hôm nay là đại điển đấu kiếm trăm năm đầu tiên của Vạn Kiếm Môn từ khi sáng lập phái tới nay. Người thắng sẽ tiếp nhận chức trưởng môn từ trên trời rơi xuống, cho nên tổ chức rất long trọng, mở tiệc chiêu đãi không ít tân khách. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 895, Hồng Quân Lão Tổ. Trên đỉnh đấu kiếm phong, trên lôi đài được trận pháp vờn quanh, hai gã hộ pháp mặc phục sức Vạn Kiếm Môn đang điều khiển phi kiếm của mình kịch đấu một chỗ, khiến cho linh quang thỉnh thoảng hiện ra, tiếng kiếm quyết va chạm vang lên không dứt. Ba hướng đông, tây, nam lôi đài là ba vị đệ tử trúc cơ Vạn Kiếm Môn đang ngồi xếp bằng. Mấy chục vị đệ tử cấp thấp đến xem thi đấu kiếm cùng với 10 vị hộ pháp Vạn Kiếm Môn kết đan. Phía bắc thì đứng sừng sững một tòa lầu các bảo quang bốn phía, chẳng những Vạn Kiếm Môn các đường trưởng lão ngồi, còn có châu phủ hơn 10 tông môn nguyên anh trưởng lão xung quanh. Nhưng vô luận là trưởng lão các đường hay là nguyên anh phái khác, lúc này đều chỉ có thể ngồi ngay ngắn ở tầng thứ hai, chỉ có một chỗ ngồi ở tầng thứ ba, không người nào dám tới gần. Đồng huynh, mấy chục đệ tử tham dự đấu kiếm trăm năm kia hẳn là trụ cột vững vàng sau này của Vạn Kiếm Môn. Ha ha, hơn trăm tuổi đã tiến giai kết đan kỳ, lưng tựa đại thụ thật đúng là dễ hóng mát nha. Trong ghế khách quý, một lão giả gầy như que củi, khuôn mặt âm lệ cười lạnh nói với tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh. Thiên tư trác tuyệt, cộng thêm tài nguyên sung túc, trăm tuổi kết đan cũng không phải là chuyện kinh người cỡ nào. Nhưng không thành Nguyên Anh thì cũng chỉ là con kiến, không chống nổi một tông môn cỡ lớn. Tiểu Đông ngẩng đầu, mặt không thay đổi nói, trong mắt chớp động một tia giận dữ. Khặc khặc khặc, đồng huynh nói rất đúng. Vị Hồng Quân lão tổ kia đã hơn trăm năm không lộ diện sau trận đại chiến đó. Nếu hắn vẫn còn an ổn, tông môn nhà mình sẽ chọn đại sự, như trưởng môn, cũng nên đích thân tham dự một phen, nếu không làm sao có thể khiến tân trưởng môn phục chúng đây. Cách đó không xa, một vị lão giả ma khí âm trầm tạo bào đắc ý nói. Không sai, chúng ta cũng là vì lo lắng cho tương lai của Vạn Kiếm Môn, đến lúc đó nên khuyên can một phen. Ai, chư vị đều nói như thế, vậy cũng coi như cổ mỗ. Sau khi bị người ta dẫn đầu, những nguyên anh trưởng lão phái khác này nhao nhao âm dương quái khí, bọn họ cũng không dám công khai đối nghịch với Vạn Kiếm Môn. Dù sao uy danh của Lạc Hồng quá thịnh, liền dùng loại phương thức khuyên can này để bức bách Lạc Hồng hiện thân. Uy danh có thịnh, cũng phải ở trên người sống mới có tác dụng. Lạc Hồng hơn trăm năm không hiện thân, cũng khó trách những môn phái khổ kiếm lâu hoài nghi hắn đã trọng thương tọa hóa. Nhưng quá đáng là bọn họ nói chuyện với nhau cũng không truyền âm, cũng không thi triển pháp thuật cách âm cháo, hoàn toàn là như lời của các đường chủ Vạn Kiếm Môn. Đây cũng coi như là một loại nhục nhã. Vương các chủ, e là chúng ta không thể đàn áp những người này được nữa, hay là ngươi ra sau núi một chuyến, thử mời lão tổ xuất quan. Lão giả họ Tống sắc mặt khó coi truyền âm nói. Chạy thêm mấy chuyến cũng vô dụng, với thần thông của lão tổ, chuyện phát sinh ở đây hắn làm sao có thể không biết, nếu bây giờ không hiện thân, bất luận là ai đi, đều là mời không được. Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có phái người đưa tin cho Lôi Âm Tông, phiền Diễm Tịnh đại sư đến đây trợ giúp. Từ năm đó sau khi uống ngộ đạo tử, Vương Hổ giống như đã khai khiếu, tu luyện Thiên Cương kiếm quyết đến thuận buồm xuôi gió, bằng vào công hiến cất rượu, đổi được một viên địa nguyên đan. Bây giờ chẳng những gã đã là tu sĩ kết đan hậu kỳ, mà còn mơ hồ đứng đầu Vạn Kiếm Môn, trên người không còn khí tức thảo mãng như trước. Ai, sớm biết như thế, năm đó chúng ta nên phục tùng an bài của lão tổ, một lòng bồi dưỡng đệ tử, không đi khuếch trương thế lực. Lão giả họ Tống sắc mặt cay đắng nói, năm đó chúng ta quyết định như vậy cũng là bất đắc dĩ, tông môn xung quanh đều nhét thịt vào trong miệng chúng ta thăm dò chúng ta. Nếu không cho chúng ta chút phản ứng, chỉ sợ trăm năm an ổn cũng không duy trì được, nói gì hoàn thành nhiệm vụ lão tổ giao phó. Nói đến việc này, Vương Hổ cũng khá đau đầu, dù sao y cũng xuất thân từ tán tu, không hiểu những chuyện quanh co của thế gia tông môn.
bị người ta ép há miệng đầu tiên, thế cục đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của y. Năm đó không dám khuếch trương mặc dù sẽ bị người cho rằng chột dạ, không có lực lượng, nhưng chỉ cần không động tới lợi ích của người khác, cũng sẽ không để người ta đến tấn công. Mà sau khi mở rộng bốn phía, mặc dù có thể đạt được một khoảng thời gian an ổn, nhưng lại nghênh đón nguy cơ ngày hôm nay của các phái bức vua thoái vị. Nếu là người giỏi mưu kế, tất nhiên sẽ lựa chọn kế ẩn nhẫn của người trước. Nhưng dù sao đám người Vương Hổ cũng đã xuất ra giữa đường, nhất thời không nhận rõ tình thế, chọn một con đường uống rượu độc giải khát. Bây giờ chính là lúc độc phát. Cũng may Vương Hổ cũng không phải không trưởng thành, hiện tại hắn nghĩ kỹ lại, mơ hồ cảm thấy phía sau chuyện này có hắc thủ khác. Những Nguyên Anh trưởng lão ở đây đều là đối phương dùng để thăm dò quân cờ của lão tổ. Chỉ là bàn tay đen này cụ thể là ai, hắn còn không có chút manh mối nào. Kiếm tu đấu pháp đa số là lấy công đối công, cho nên thắng bại thấy rõ cực nhanh, chỉ qua thời gian 3 ngày, hơn 100 trận đấu pháp đã hạ màn. Cuối cùng, danh tiếng của Bách Niên Đấu Kiếm bị Tề San San hiện tại đã là kết đan sơ kỳ đỉnh phong hái xuống. Nói cách khác, từ nay về sau nàng sẽ là trưởng môn vạn kiếm môn. Kiếm tu dựa vào kiếm trong tay nói chuyện, Tề San San đã dùng kiếm đường đường chính chính đánh bại tất cả đồng môn trong môn. Tất nhiên là không ai không phục, những kết đan hộ pháp bị thua kia cũng nhao nhao chắp tay chúc mừng. Nhưng mà, thời điểm đang muốn cử hành đại điển, Nguyên Anh trưởng lão phái khác lấy Đồng Khởi Lân cầm đầu, lại trực tiếp ngăn cản đường đi của Tề San San. Đồng tiền bối, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ muốn quấy rối vào lúc đại điển của bổn môn? Vương Hổ âm thầm chế trụ trận bàn trong tay áo, đứng bật dậy phẫn nộ quát. Vương các chủ quá lời rồi, chúng ta cũng chỉ vì lo lắng cho vạn kiếm môn, kính xin lão tổ của quý môn ra mặt chủ trì đại điển, nếu không thì tân trưởng môn này làm sao có thể phục chúng. Đứa bé nổi cơn cười rất sáng sủa, bộ dáng hiền lành nói. Đồng tiền bối mới nói ra những lời này thật buồn cười, có phục chúng hay không, các ngươi cũng không dám nhận. Tề San San lúc này lại cứng rắn ngoài dự đoán của mọi người, nàng tế ra phi kiếm bản mệnh, trầm giọng nói. Không sai, tu sĩ vạn kiếm môn chúng ta cũng không nói chuyện, há cho phép những ngoại nhân các ngươi ở đây chỉ trỏ. Sau lưng Tề San San, Hầu Tiến và Tần Bác cùng tiến lên mấy bước, giọng giận phụ họa. Tiểu bối làm càn, dám nói chuyện với bọn ta như vậy, hôm nay cố mỗ sẽ thay lão tổ nhà ngươi giáo huấn các ngươi. Những Nguyên Anh trưởng lão này chưa từng bị tu sĩ kết đan kỳ đối đãi qua như vậy, lúc này liền có người tức giận quát lên. Thậm chí một lời không hợp, muốn ra tay làm khó ba người Tề San San. Nhưng chuyện kỳ quái, cho dù gặp phải linh áp của tu sĩ Nguyên Anh, trên mặt ba người cũng không có nửa điểm sợ hãi. Thấy có người động thủ, hàn mang trong mắt Tần Thị lóe lên, ngón tay kẹp lại, liền lấy ra một linh phù có hoa văn màu hồng. Ngay sau đó, hắn không nói hai lời, liền đem phù này đánh về phía tu sĩ họ Cố. Chỉ thấy phù này trong nháy mắt thiêu hủy trên không trung, nhưng lại không có bất kỳ khác thường gì. Ngay cả đám tu sĩ Nguyên Anh ở bên trong đều không hẹn mà cùng cảm nhận một hồi tim đập nhanh. Mấy hơi thở sau, mới có tu sĩ Nguyên Anh khôi phục tinh thần phát hiện Cố Trường Phong vừa còn đang hô đánh hô giết với ba người Tề San, giờ phút này lại đứng ngẩn người bất động. Sau khi dùng thần thức tìm tòi, không khỏi kinh hãi nói, chết rồi, Cố huynh chết rồi. Cái gì? Điều này sao có thể? Là tấm phù lục kia, bắt lấy bọn chúng. Âm Lệ lão giả quát to một tiếng, nhắc nhở đám người. Nhưng mà, ngay khi mọi người có ý động, hắn lại lặng yên lui về phía sau mấy bước, để cho mình nhìn không dễ thấy như vậy. Ta xem ai dám động. Tề San San thấy thế cũng hét lớn một tiếng, cùng Hầu Tiến ở một bên lấy ra một tấm phù lục. Thân hình một đám tu sĩ Nguyên Anh cứng đờ, không dám tiến lên mảy may, ánh mắt ẩn chứa tức giận kinh sợ nhìn ba người. Một tấm phù diệt sát tu sĩ Nguyên Anh, Hồng Quân lão tổ quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng nhìn bộ dạng của các ngươi thì loại phù triện này chỉ còn lại hai tấm, sao có thể đối phó với nhiều người như vậy? Tiểu Đồng dữ tợn nói, quả thật không đối phó được toàn bộ các ngươi, nhưng hai người động thủ trước nhất kia, nhất định sẽ chết. Hầu Tiến lúc này cũng liều mạng, vẻ mặt hung tướng nói, ba tấm phù triện này chính là từ trong hộp báu lão tổ để lại cho bọn họ, đúng là không có nhiều hơn, nhưng dù chỉ là một tấm, lúc này cũng đủ để trấn nhiếp những Nguyên Anh phái khác này. Mắt thấy mạng người nháo ra, Vương Hổ cũng không do dự nữa, thúc giục pháp lực, liền kích hoạt đại trận hộ sơn. Trong lúc nhất thời, kiếm khí từ bốn phương tám hướng tung hoành,
trên trời dưới đất đều là sát khí. Khạc khạc khạc, tiểu bối, bùa chú trong tay các ngươi quả thật lợi hại, nhưng đáng tiếc, tu vi của các ngươi thật sự quá thấp, ngã xuống cho bổn tọa. Một tiếng cười âm hiểm đột nhiên từ phía sau đám người truyền đến, chẳng biết từ lúc nào. Trong tay lão giả âm lệ kia lại nhiều ra một cái bình đen xì, từng sợi khói xanh từ đó bay ra, rất nhanh liền dung nhập vào trong không khí. Lập tức, ba người Tề San cảm thấy đầu váng mắt hoa, thần thức không cách nào tập trung, tự nhiên cũng không cách nào điều khiển linh phù trong tay. Thấy bọn họ quẫn bách như vậy, một đám tu sĩ Nguyên Anh không khỏi nổi lên sát tâm, dù sao náo loạn đến nước này. Cũng không thấy Vạn Kiếm Môn lão tổ hiện thân, hiển nhiên đối phương không phải đã tọa hóa, cũng là xảy ra vấn đề lớn, bọn họ đã không cần cố kỵ. Tiểu bối, ngươi vừa rồi không phải rất kiêu ngạo sao? Ta ngược lại muốn nhìn xương cốt của ngươi có miệng hay không cứng như vậy. Ồ, bổn tọa cũng rất tò mò, xương của ai có thể mềm hơn miệng, không bằng ngươi biểu diễn cho bổn tọa xem một chút. Đột nhiên, một giọng nam xa lạ từ lầu các bên kia truyền đến, trong đó ẩn chứa pháp lực dao động, làm một đám tu sĩ Nguyên Anh cũng không khỏi rùng mình. Một cái danh hiệu khiến người ta sợ hãi đồng thời hiện lên trong lòng bọn họ. Hồng Quân lão tổ. Sau một khắc, mọi người nhao nhao theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở kia lầu các tầng thứ ba chủ tọa, một vị nam tử trẻ tuổi một mặt lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắn chính là Hồng Quân lão tổ. Dường như là nhìn quan hệ quá trẻ tuổi, trong lòng mọi người không khỏi sinh nghi, nhưng rất nhanh bên người truyền đến một tiếng hét thảm, khiến bọn họ không dám có chút hoài nghi. Chỉ thấy, vị tu sĩ Nguyên Anh vừa nãy còn đang kêu gào, lúc này lại giống như một bãi thịt nát nằm trên mặt đất, trên người xuất hiện thêm một đám xương vụn máu chảy đầm đìa. Không sai, xương cốt của ngươi quả thực đủ mềm, là bổn tọa trách lầm ngươi. Thì ra, vừa rồi Lạc Hồng tế ra càn khôn chi lực, trực tiếp đem xương cốt toàn thân người này vò thành cặn bã, mới khiến cho hắn biến thành bộ dáng như vậy. Tống huynh, là đạo hữu, chỉ vì một câu nói mà ngươi liền phế Tống huynh, làm như vậy, không khỏi quá bá đạo đi. Trong mọi người, Đồng Khởi Lân tu vi cao nhất, đã là Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, lúc này trong lòng mặc dù đối với Lạc Hồng vạn phần kiêng kỵ, nhưng còn chưa tới mức không dám nói lời nào. Ha ha, các ngươi đều đã đánh đến tận cửa rồi, chẳng lẽ còn trông cậy vào Lạc Mỗ lưu thủ? Nói thật ra là ai cho các ngươi lá gan, Lạc Mỗ còn có thể cho các ngươi binh giải chuyển thế. Lạc Hồng cười lạnh một tiếng, trầm giọng uy hiếp nói. Lời Lạc đạo hữu nói, Đồng Mỗ không hiểu lắm, chúng ta bất quá là khuyên bảo, tu sĩ Vạn Kiếm Môn các ngươi lại đột nhiên hạ sát thủ, lúc này mới khiến chúng ta bị ép phản kích. Ta cảm thấy, Lạc đạo hữu nên cho ta một câu trả lời. Nghĩ đến lời hứa hẹn của vị kia, Đồng Khởi Lân mới cả gan nói. Thật ra xưa nay Lạc Mỗ thích phân rõ phải trái nhất, dù sao nghiên cứu ra nhiều thứ như vậy, không ai thổ lộ ra cảm giác có chút bực bội. Bất quá, Lạc Mỗ phân rõ phải trái lúc này là vô cùng chọn người, mà đối với những gia hỏa không có ý định phân rõ phải trái kia, Lạc Mỗ bình thường có thể so sánh với bọn họ còn không phân rõ phải trái. Lạc Mỗ hiện tại không cần ngươi cảm thấy, mà muốn ta cảm thấy. Bản tọa nói ngươi xâm chiếm bản môn, vậy ngươi chính là xâm chiếm bản môn, ai quản ngươi có làm hay không. Ngoài ra, các ngươi cũng không có tư cách xưng hô bản tọa là đạo hữu. Lạc Hồng đột nhiên thu lại nụ cười, thả linh áp khổng lồ của tu sĩ hóa thần kỳ ra, lập tức lệnh cho đám người Đồng Khởi Lân liên tục lui về phía sau. Ngươi biến mất trăm năm, đúng là vì tiến giai hóa thần. Điều này sao có thể, ngươi chỉ mới 500 tuổi mà thôi, làm sao có thể tiến giai? Làm sao có thể tiến giai? Đồng Khởi Lân giờ phút này quả thực là muốn điên, ngươi tốt câu cá, vậy mà còn lớn hơn chỗ dựa của mình, như vậy còn chơi thế nào? Thấy bộ dáng hắn như vậy, Lạc Hồng cũng lười nói nhảm, thần niệm vừa động, liền lệnh Thanh Phong động thủ. Mặc dù có lệnh cấm tồn tại, nhưng những người này chủ động trêu chọc Lạc Hồng, tất nhiên là không được lệnh cấm bảo vệ. Còn có, thế lực phía sau màn kia, chờ hắn làm xong chuyện của Vạn Kiếm Môn, cũng tránh không được phải đi một chuyến. Mặc dù không đến mức diệt môn, nhưng cũng tuyệt đối khiến hắn không gượng dậy nổi. Sau khi đánh ra một chưởng giúp Thanh Phong nhanh chóng xong việc, Lạc Hồng không quan tâm nữa. Ánh mắt hướng về đám người Vạn Hổ đảo qua, quả nhiên những người này không cho hắn bất ngờ gì, một người đột phá Nguyên Anh cũng không có. Bất quá chuyện của bọn hắn làm cũng không tệ, mặc dù cùng hắn bàn giao có chút sai lệch, nhưng 81 vị kiếm tu kết đan vẫn thành công bồi dưỡng cho hắn. Tham kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ tiến giai hóa thần,
tiên lộ tiến nhanh. Vương Hổ chỉ cảm thấy kinh hỉ tới quá đột ngột, lập tức hưng phấn đến đầu óc choáng váng, vội vàng cùng mọi người quỳ xuống đất bái kiến. Tề San San thấy lão tổ của bọn họ lại chính là Lạc Sư Thúc năm đó, đồng thời cũng không khỏi giật mình. Bọn họ vốn kỳ quái, lão tổ sao có thể dễ dàng quyết định bồi dưỡng bọn họ, thì ra khảo nghiệm đã tiến hành từ lúc bọn họ không biết. Những năm qua các ngươi làm không tồi, sau này bản tọa sẽ luận công ban thưởng, hiện tại triệu tập kết đan hộ pháp trong môn phái lại. Khi bản tọa xuất quan đã dùng thần thức quét khắp sơn môn, hộ pháp kết đan trong môn không chỉ tham gia đấu kiếm mới đúng. Chuyện vạn kiếm đồ đã kéo dài quá lâu, hôm nay có hy vọng kết thúc, Lạc Hồng cũng không khỏi thúc giục. Các nơi quan trọng không thể tách rời khỏi người, đám kết đan hộ pháp này mặc dù không có tham dự đấu kiếm chính thức, nhưng kỳ thật trước đây sớm đã đấu xong một lượt, bọn họ đúng là những người bị thua. Vãn bối sẽ lập tức truyền lệnh bọn họ tới đây, thỉnh lão tổ chờ một chút. Vương Hổ rất sợ Lạc Hồng trách tội hắn không làm theo lời hắn dặn dò, sau khi giải thích một câu mới tế ra một tấm lệnh bài thi pháp truyền âm. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 đạo độn quang từ 4 phương 8 hướng bay đến. Chương 896, cùng trở về. Lần trước khi hắn rời đi, trong môn đệ tử chỉ có một số ít vượt qua ngưỡng cửa trúc cơ. Bây giờ trăm năm trôi qua, dựa vào ngộ đạo tử, đại lượng tài nguyên lấy được từ Tịnh Thổ Tông. Cùng với bí cảnh bế quan phá cảnh tuyệt hảo như Vấn Thiên Động Phủ, trong hai nhóm đệ tử trước xuất hiện hơn trăm vị tu sĩ kết đan kỳ. Cũng chính bởi vì phần tiềm lực to lớn này mới khiến cho thế lực phía sau màn cảm nhận được uy hiếp, âm thầm thiết lập thế cục thăm dò. Đương nhiên, những chuyện liên quan tới hưng suy của tông môn, Lạc Hồng cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn giải phong vạn kiếm đồ. Về phần sau này vạn kiếm môn như thế nào, vậy thì phải xem bản lĩnh của lịch đại trưởng môn. Dù sao, hắn nhiều nhất 200 năm nữa sẽ phi thăng linh giới, sau khi người đi, uy danh cũng duy trì không được bao lâu. Chỉ một canh giờ, tất cả kết đan hộ pháp trên dưới vạn kiếm môn đều tụ tập trên đỉnh đấu kiếm phong, dưới sự dẫn dắt của Vương Hổ, Nhất Tề, chúc mừng Lạc Hồng xuất quan. Không thể không nói, loại cảm giác được người người ca tụng này, quần hùng cúi đầu xưng thần quả thật không tệ, cũng khó trách Tinh Cung Song Thánh cùng Lục Đạo Cực Thánh bọn họ đối với quyền thế chấp nhất như thế. Nhưng Lạc Hồng chỉ trải nghiệm một chút, liền không có nửa phần lưu luyến nhảy ra, so sánh với truy cầu đại đạo, cảm giác thành tựu thăm dò thiên địa, quyền thế chỉ làm cho người cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Không có nguyên nhân khác, chỉ là nguyên nhân sau quá mức đơn giản, chỉ cần cái trước có chút bổ ích, liền có thể nhẹ nhõm đạt được cái sau. Sau khi người đến đông đủ, Lạc Hồng học bộ dáng lệnh hồ sư huynh, động viên mọi người một phen, cũng ban cho mỗi người một khối linh thạch cao cấp. Sau đó, hắn liền tế ra vạn kiếm đồ, lệnh cho 81 vị hộ pháp kiếm thủ đồng thời đánh ra kiếm quyết. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, linh quang các màu nhanh chóng hiện lên. Vạn kiếm đồ đối với những kiếm khí sắc bén này đều là ai đến cũng không cự tuyệt, mỗi khi nuốt vào một đạo, kiếm quyết đối ứng trên đồ liền biến hóa thành một người tí hon, vũ động kiếm quyết tương ứng. Mà theo biến hóa ra càng ngày càng nhiều tiểu nhân, linh khí dao động do vạn kiếm đồ phát ra cũng càng ngày càng kịch liệt cuồng bạo, khiến cho bản thể gã giống như bị mấy người xé rách, bay múa lung tung trên không trung, để cho người ta không khỏi lo lắng sau một khắc sẽ trực tiếp giải thể. Khi đạo kiếm khí cuối cùng dũng mãnh tiến vào thì bản đồ lại cố định một cách quỷ dị trên không trung, mặt ngoài xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt, đồng thời từ đó bắn ra ánh sáng bạc chói mắt. Ngay sau đó, chỉ nghe bành một tiếng giòn vang, vạn kiếm đồ lại trực tiếp vỡ thành vô số mảnh, chỉ để lại một tấm mỏng màu bạc lớn chừng bàn tay. Lạc Hồng lập tức đưa tay ra cầm lấy ngân sắc bạc 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 này vào tay. Thần thức lập tức dò xét vào trong đó, phát hiện ra đây đúng là một kiếm quyết cao thâm được ghi lại bằng phù văn. Loại phù văn này đổi lại là người khác khẳng định không nhìn ra lai lịch của nó, nhưng Lạc Hồng liếc mắt liền hiểu được. Nguyên chủ của vạn kiếm đồ hẳn là lĩnh ngộ ngân khoa văn sau đó mới viết xuống bộ kiếm quyết này. Dù sao, hiện tại nếu Lạc Hồng lưu lại truyền thừa có liên quan đến thái hư hóa linh phù, cũng sẽ viết ra phù văn tương tự. Bất quá, kiếm quyết này có liên quan tới kim khuyết ngọc thư hay không, vậy thì không nhất định, nhưng khẳng định lai lịch cực lớn. Trước mắt, Lạc Hồng cũng không vội vã tìm hiểu kiếm quyết này, mà là đem thu lại, nhìn về phía Tề San San đã mất đi vẻ ngây thơ nói, kiếm giả, thẳng tiến không lùi. Lúc ngươi đối mặt tu sĩ Nguyên Anh còn dám rút kiếm, thật sự xứng đáng làm trưởng môn chi vị của bản môn.
vãn bối có thể có thành tựu như ngày hôm nay, toàn bộ nhờ vào cung dưỡng trong môn, lão tổ dẫn dắt, sau này vãn bối nhất định sẽ vì bổn môn cúc cung tận tụy, không phụ uy danh của lão tổ. Được hóa thần lão tổ tán thành, Tề San San nhất thời kích động quỳ xuống đất dập đầu nói: chúng ta nhất định cúi đầu tận tụy, quang môn mi. Những môn nhân còn lại thấy trưởng môn đều quỳ xuống, cũng đồng loạt quỳ xuống, cao giọng biểu thị trung tâm nói: ha ha, uy danh của bổn tọa các ngươi muốn phụ cũng phụ không được, làm việc cho môn phái thật không tệ, nhưng cũng đừng vì vậy mà hạ thấp tu vi xuống. Ở tu tiên giới, địa vị gì cũng là hư, chỉ có tu vi mới là thật. Lần này sau khi bản tọa xuất quan, phải đi xa nhà một chuyến, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, mọi việc trong môn liền toàn quyền giao phó cho ngươi. Nên phát triển như thế nào thì phát triển như thế đó, bản tọa sẽ không hỏi nhiều, nếu có phiền toái cũng có thể đi Thái Nhất môn cầu viện. Nhưng hôm nay bổn tọa lộ mặt, ít nhất cũng có thể trấn nhiếp 200-300 năm. Lạc Hồng lần này dự định đường đường chính chính đi, sau khi bàn giao một phen, từ trong túi vạn bảo lấy ra mấy khối kim loại cùng mấy bình ngọc màu sắc khác nhau nói: những linh tài này cực kỳ tương hợp với phi kiếm của ba người các ngươi, ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng tha thiết ước mơ có được tài liệu luyện bảo. Các ngươi cầm lấy mà luyện vào phi kiếm, chắc chắn có thể tăng uy lực pháp bảo lên rất nhiều. Những đan dược này có thể giúp các ngươi tinh tiến tu vi. Với tư cách là người khiêng đỉnh của bản môn, các ngươi vẫn phải nhanh chóng đột phá Nguyên Anh mới được. Lão tổ, ngươi phải đi. Vương Hổ cũng không nhìn những linh tài đan dược kia, lập tức có chút hoảng hốt hỏi thăm. Lạc Hồng mấy năm nay tuy rằng không ở Vạn Kiếm Môn, nhưng ở trong lòng đám người Vương Hổ, hắn bế quan ở trong sơn động phía sau, cho nên vô luận phát sinh chuyện gì, bọn họ đều có lực lượng sung túc. Nhưng bây giờ Lạc Hồng nói thẳng muốn đi, Vạn Kiếm Môn đã hoàn toàn trở thành một miếng thịt mỡ lớn. Sau khi bản tọa hóa thần, sẽ theo đuổi đại nghiệp phi thăng. Trước đây không lâu, bản tọa đã gặp mặt mấy vị tu sĩ hóa thần kỳ đại tấn khác một phen, ước định một vài chuyện, cho nên gần đây liền phải rời khỏi sơn môn. Các ngươi không cần băn khoăn quá nhiều, cho dù bản tọa không ở trong sơn môn, chỉ cần các ngươi không đi trêu chọc những tông môn đỉnh cấp ở đại tấn, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trước mắt Vạn Kiếm Môn đối với những tông môn cỡ lớn mà nói, tự nhiên là rất dễ bị diệt, nhưng nếu ai dám động thủ, vậy môn phái của mình cũng sẽ theo sát phía sau, cùng nhau xuống hoàng tuyền. Chỉ cần linh trí bình thường, sẽ không ai làm chuyện ngu xuẩn này. Lão tổ cứ việc rời đi, vãn bối chắc chắn sẽ bảo vệ Vạn Kiếm Môn thật tốt. Tề San San lúc này tỏ ra vô cùng trấn định, dường như đã sớm đoán trước được. Ừm, các ngươi tu luyện cho tốt, Lạc Mỗ đi đây. Vừa dứt lời, Lạc Hồng cũng vội vàng đi cũng vội vàng bỏ lại Vạn Kiếm Môn, hóa thành một đạo quang tia màu lam, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Không nói đến sau khi hắn rời đi, Vạn Kiếm Môn xuất hiện một chút hỗn loạn ngắn ngủi. Lúc này Nguyên Giao cũng ở trong đan điền của hắn mở miệng nói: phu quân, còn chưa cảm ứng được khí tức của Bổ Thiên Thạch sao? Ta có thể cảm giác được bình cảnh đột phá Nguyên Anh hậu kỳ của mình đã buông lỏng, cần phải quay về Âm Minh chi địa bế quan gấp. Giao Nhi, ngươi thật sự không muốn cùng vi phu về Thiên Nam nghỉ ngơi một thời gian ngắn sao? Lạc Hồng có chút không nỡ nói. Không được, những năm này tu vi của ta đã hạ xuống quá nhiều, ta không thể lại lười biếng nữa, nếu không gian kế tha thiết kia chẳng phải là sẽ được như ý sao? Phu quân vừa rồi nói rất nhiều câu, tu vi mới là tất cả ở tu tiên giới, không có tu vi tức là muốn ở cùng một người yêu nhau cũng không làm được. Ta nói mình ngốc, sẽ không vì vui mừng nhất thời mà uổng hạnh phúc sau này. Nguyên Giao tỏ thái độ kiên quyết nói. Nếu Giao Nhi ngươi đã hạ quyết tâm, vậy sau khi vi phu kết thúc chuyện của Ma Mộc Tông, ta sẽ đưa ngươi trở lại Âm Minh chi địa. Lạc Hồng thở dài trong lòng, hắn biết rõ Nguyên Giao lúc này muốn quay về Âm Minh chi địa còn có một nguyên nhân khác. Chính là muốn tránh sư tỷ, hậu trạch của hắn không có giống như vậy, hắn cần phải cố gắng nhiều hơn mới được. Mà đối với Ma Mộc Tông chính là thăm dò thế lực phía sau màn Vạn Kiếm Môn, Lạc Hồng từ sau khi biết được cũng không có chút ngoài ý muốn nào. Nhớ lại năm đó, hắn đã hại thảm Hắc Mộc Lão Ma, đối phương có chủ tâm trả thù, muốn bỏ đá xuống giếng, quả thực không thể bình thường hơn. Cho nên, hắn hiện tại tính toán trực tiếp giết tới Ma Mộc Tông, đem Hắc Mộc Lão Ma kia triệt để cho bụi, miễn cho lưu lại hậu hoạn cho Vạn Kiếm Môn. Đây coi như là hắn vung tay mặc kệ trước, làm một chuyện cuối cùng cho Vạn Kiếm Môn. Hơn một năm sau, tại biên cảnh Cửu Quốc Minh ngày xưa, hôm nay trong địa bàn của Mạc Lan Nhân,
hai đại quân đơn thuần do tu sĩ cấp cao tạo thành đang chém giết kịch liệt với một mảnh mây đen. Một trong số đó, một phương mặc phục sức của người đột ngột, nhân số tuy ít nhưng thực lực mỗi người rõ ràng mạnh hơn, trùng kích mạnh mẽ lên các phe tu sĩ Mạc Lan và Thiên Nam. Mà mây đen ở trung tâm kia, vậy mà tản mát ra thiên uy cuồn cuộn, chính là lôi kiếp sắp thành hình. Phía dưới mây đen, một con chim phượng màu xanh đen cực lớn giang hai cánh ra, hướng về phía mỹ phụ tóc tím tu vi cao nhất trong người đột ngột tức giận kêu vang không thôi. Nàng độ kiếp vốn hung hiểm vô cùng, những người này còn tới quấy rối, hiển nhiên là muốn hại tính mạng nàng. Mà tử phát mỹ phụ này xinh đẹp, eo thon khó khăn lắm mới nắm thành thục, nhìn như mềm mại, lại là đại tiên sư trong người đột ngột, đồng dạng là tồn tại cường đại nguyên anh hậu kỳ. Nếu không phải Ngụy Vô Nhai toàn lực đối kháng với nàng thì tình hình chiến cuộc đã nghiêng hẳn về một bên. Sau khi đánh nhau sống chết thêm một chiêu nữa, mỹ phụ tóc tím cùng Ngụy Vô Nhai đều không khỏi bị đẩy lui hơn 10 trượng. Hai người đồng thời nhìn xuống cuộc chiến phía dưới, cũng không khỏi nhíu mày. Mặc dù đã phát động nghi binh quy mô lớn ở biên cảnh, nhưng Mạc La Nhân và tu sĩ Thiên Nam vẫn bố trí rất nhiều nhân thủ ở đây. Trước mắt tuy thánh tộc có ưu thế, nhưng chỉ hoãn quá lâu, viện quân của đối phương sẽ chạy tới, đội quân đơn độc xâm nhập vào nội địa của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nghĩ tới đây, mỹ phụ tóc tím không khỏi âm thầm sốt ruột, ánh mắt lóe lên liền muốn đùa nghịch chút ám chiêu. Sở dĩ Ngụy Vô Nhai nhíu mày, chính là bởi vì người trong nhà biết chuyện của mình. Tu tiên giới Thiên Nam lúc này đây không có phái bao nhiêu tu sĩ đến trợ giúp người Mạc Lan. Dù sao thì người Mạc Lan ở Thiên Nam chiếm cứ một phần địa bàn của Cửu Quốc Minh chính là vì muốn cho người Mạc Lan ngăn cản người đột ngột quấy nhiễu. Thiên Nam khắp nơi đều tồn tại tâm tư để cho đột ngột nhân cùng Mạc Lan nhân trước tiên đấu đến lưỡng bại câu thương. Cho nên lần này xuất binh phải lề mề, tiền tuyến căn bản không có viện quân dư thừa có thể phái tới. Vốn đây cũng không phải vấn đề lớn gì, dù sao có thể cố ý kéo dài thì có thể ở thời khắc mấu chốt chạy tới tiền tuyến. Chỉ là không nghĩ tới, đột ngột nhân lần này phát động đại quân đến công cũng không phải là muốn công thành đoạt đất, mà là kiếm chỉ Mạc La nhất tộc trước đây vất vả triệu hoán thánh thú phân thân hạ giới. Vì phân thân thánh thú này, Mạc La nhất tộc gần như ném hết vốn liếng vào đó, nếu như chết yểu ở đây, đồng minh này rất có thể sẽ sụp đổ. Đối với Thiên Nam tu tiên giới mà nói, hiện tại người Mạc Lan có thể bị suy yếu, nhưng tuyệt đối không thể sụp đổ. Ngụy đạo hữu, người Mạc Lan cho ngươi chỗ tốt gì, lại để cho ngươi liều mạng như thế. Bây giờ nếu ngươi tránh ra, thiếp thân có thể đại biểu cho thánh tộc hứa hẹn cho ngươi gấp đôi chỗ tốt. Mỹ phụ tóc tím ôm ngực, tức giận nói. Hắc hắc, Ngụy mỗ chỉ sợ muốn gấp đôi chỗ tốt này của đạo hữu, ngày sau ngay cả hóa ý môn cũng giữ không được. Đột ngột nhân các ngươi thật sự lòng tham quá lớn, chiếm cứ toàn bộ thảo nguyên còn không bỏ qua, Ngụy mỗ cũng không dám thả các ngươi tiến vào Thiên Nam. Xem điệu bộ này, trong khoảng thời gian ngắn hai bên không phân ra thắng bại, đạo hữu không bằng cứ như vậy rút đi. Miễn cho chúng ta viện quân vây quanh táng thân ở đây, Ngụy mỗ cũng có thể bảo toàn tu sĩ môn hạ nhà mình, không phải vẹn cả đôi đường sao. Ngụy Vô Nhai nhìn ra đối phương cấp bách, liền ra vẻ chấn định lừa dối. Ừ, bản tộc tuyệt đối sẽ không cho phép Mạc Lan thánh thú phân thân trưởng thành. Ngụy đạo hữu nếu ngoan cố không linh, vậy đừng trách thiếp thân ra tay độc ác. Dứt lời, mỹ phụ tóc tím lộ vẻ hung ác, bàn tay khẽ đảo, tế ra một cái hộp sơn màu đỏ thẫm, điên cuồng rót pháp lực vào trong đó. Tay kia lao qua bên hông, lấy ra một viên châu màu tím lớn chừng hạt đậu, lập tức phất tay đem ném ra. Ngụy Vô Nhai thấy thế lập tức thúc giục khói độc quanh thân, cuồn cuộn ép tới mỹ phụ đầu tím. Nhưng mà, mỹ phụ tóc tím vung ra viên châu chính là lúc ngăn chặn Ngụy Vô Nhai sử dụng. Chỉ thấy viên châu màu tím kia vừa tiếp xúc với xương độc màu xanh lá kia, đột nhiên vỡ ra, hóa thành từng viên hỏa cầu màu tím đường kính hơn một trượng. Trong lúc nhất thời, đông đảo tử sắc hỏa cầu hợp thành một đạo hỏa tường, đem Ngụy Vô Nhai ngăn tại một đầu khác. Hừ, ngươi đừng hòng đạt được mục đích. Lập tức, một tiếng hừ lạnh từ đầu kia hỏa tường truyền đến, chỉ thấy độc của thi thể lam bỗng nhiên điên cuồng phát ra, trong nháy mắt đem đông đảo tử sắc hỏa cầu nuốt hết. Thì ra Ngụy Vô Nhai đã dùng bí thuật, trong thời gian ngắn ngủi đã tăng lên uy lực của độc công, lúc này mới có thể phá vỡ trở ngại do mỹ phụ tóc tím bố trí. Thế nhưng mà ngay lúc hắn muốn thi triển thần thông ngăn cản mỹ phụ tóc tím thúc giục bảo vật không biết trong tay, chỗ ngực hắn lại truyền đến một trận đau đớn. Trong phút chốc, Ngụy Vô Nhai biến sắc, vội vàng đem pháp lực hội tụ vào tay, hướng ngực mình chụp tới.
Sau một khắc, hắn đã chạm tới một con quái trùng, nhưng còn chờ hắn có động tác gì, một cỗ đau nhức kịch liệt ập tới. Đúng là trong nháy mắt khi quái trùng kia bị hắn chạm vào, chui vào trái tim hắn một chút. Sau khi chịu thiệt một vố này, Ngụy Vô Nhai vội vàng dùng pháp lực bảo vệ tâm mạch, đồng thời thúc giục thi độc hướng quái trùng bao vây. Ha ha, Ngụy đạo hữu ngàn vạn lần đừng gấp gáp, cổ toàn tâm độc này chính là kỳ trùng mà thánh nữ bổn tộc mang từ Đại Tấn về. Chẳng những có thể vô thanh vô tức phi độn trong khói độc, hơn nữa còn có tập tính trước khi chết đem tất cả nọc độc phun ra. Ngụy đạo hữu không muốn từ bỏ thân thể này, tiếp theo chuyên tâm đối phó trùng này, ngàn vạn lần đừng gây trở ngại thiếp thân. Thấy kế hoạch thực hiện được, Tử Phát Mỹ Phụ lúc này cười duyên một tiếng, bỏ lại Ngụy Vô Nhai tạm thời không còn uy hiếp, đi thẳng đến đám Hắc Vân phía xa. Phàm là gặp phải pháp sĩ Mạc Lan cản đường, trong hộp sơn đỏ trong tay nàng sẽ bay ra một ngọn lửa đỏ tươi, dưới nguyên anh chỉ cần đụng phải, trong khoảnh khắc sẽ bị đốt thành bạch cốt. Mà những Mạc Lan thượng sư kia tuy có tâm ngăn trở, lại bị đột ngột tiên sư đối diện liều mạng cuốn lấy, khó có thể giành tay. Về phần tu sĩ Thiên Nam làm minh hữu, lúc này càng không trông cậy vào được, ai cũng không có khả năng ngăn trở một đại tu sĩ hậu kỳ cho người Mạc Lan. Cho nên, chỉ trong thời gian 10 tức, Mỹ Phụ đầu tím đã giết tới sát biên giới đám mây đen. Nhưng vào lúc này, một bóng hình xinh đẹp tay nâng bạch liên lại ngăn ở trước mặt nàng, ánh mắt lộ ra ý chí, chết chóc đánh ra thần thông về phía nàng. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 897, Ngoài ý muốn nhúng tay vào. Mộ Lan Thánh Nữ, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Thấy rõ người tới, Mỹ Phụ đầu tím không khỏi hừ lạnh một tiếng, đồng thời ngón tay khẽ bóp, từ trong hộp hồng lấy ra một đoàn linh hỏa diễm hồng, lập tức cong ngón tay bắn tới. Nhạc Vận thấy thế lập tức tế bạch liên trong tay tới trước người, nhanh chóng đánh ra hai đạo pháp quyết, lập tức hoa sen này xoay tròn. Xoay chuyển nửa vòng từ trong đó bắn ra một đạo linh quang màu trắng, bao đoàn linh hỏa diễm hồng kia lại. Ngay sau đó, pháp quyết trên tay Nhạc Vận biến đổi, cắn răng tựa hồ thập phần khó khăn khẽ quát một tiếng, thu. Vừa dứt lời, đoàn linh hỏa đỏ tươi kia liền bị dẫn dắt vào trong bạch liên. Ngay sau đó, hoa sen này nhanh chóng xoay tròn khép lại, hóa thành hình dáng nụ hoa, nhìn như đã thành công hóa giải thần thông của đối phương. Mà giờ khắc này trên mặt Nhạc Vận lại lộ ra vẻ ửng hồng không bình thường, cũng không thu hồi bạch liên, mà lúc này lật tay tế ra một đôi đoàn đao xanh biếc, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Trong giây lát, nàng đã lui vào dưới kiếp vân đã bắt đầu phát uy. Đối mặt với đoàn đao màu xanh ngọc, Mỹ Phụ tóc tím chỉ đánh ra một đạo bão cát từ trong tay áo, đã đánh nó tan thành từng mảnh nhỏ. Dám cứng rắn thu linh hỏa của ta, thật sự là không biết sống chết. Là đối thủ cũ của Mạc Lan, đương nhiên Mỹ Phụ tóc tím hiểu rõ thần thông của Nhạc Vận. Bạch liên kia chính là công pháp của nàng biến thành, mặc dù phi thường huyền diệu, nhưng một khi bị hao tổn sẽ lan đến bản thân nàng. Hiện tại bề ngoài là Nhạc Vận vây khốn linh hỏa của nàng, nhưng kỳ thật cũng không cần Mỹ Phụ tóc tím làm gì nữa. Bất quá nhất thời ba khắc, Nhạc Vận sẽ giống như những pháp sĩ kết đan trước kia, bị thiêu đến chỉ còn một bộ xương khô. Muốn dùng mạng để ngăn chặn ta, không dễ dàng như vậy. Trong mắt Mỹ Phụ tóc tím lóe lên vẻ tàn khốc, thu hồi hộp đỏ, trực tiếp xông vào lôi võng, lấy thần thông của nàng tự nhiên không cần e ngại thiên lôi bình thường trước khi thiên kiếp thực sự kiếp. Điện xà màu trắng bạc đánh vào trên vòng bảo hộ linh khí của nàng, thậm chí không kích động nổi một vòng gợn sóng. Nhưng mà, nàng dùng thần thức đảo qua, lại chỉ có thể phát giác được yêu khí thuộc về thánh thú Mạc Lan, không cách nào tìm được khí tức của Nhạc Vận. Không hổ là phân thân thánh thú, còn chưa hóa hình, bí thuật thi triển có thể quấy nhiễu thần thức của ta. Nhưng mà, như vậy càng không thể để cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Tử Phát Mỹ Phụ giờ phút này tuy rằng nóng lòng giết chết thiên lôi, Mạc Lan thánh thú, nhưng cũng biết rõ Nhạc Vận trốn ở chỗ tối nhất định sẽ ngăn trở nàng. Mặc dù đối phương chỉ là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, nhưng dù sao, cũng là Mạc Lan thánh nữ, trong tay không biết có thánh vật gì, nếu bị nàng ám toán, cho dù nàng là hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ sợ cũng sắp thành lại bại. Cho nên, nàng không dám khinh thường, tâm niệm vừa chuyển, liền đem pháp bảo bản mệnh của mình tế ra. Chỉ thấy hai tay Mỹ Phụ tóc tím bấm niệm pháp quyết, lúc này quanh thân nàng không ngừng hiện ra sỏi đá màu tím nhạt,
gào thét xoay quanh nhanh chóng tán ra bốn phía, trong khoảnh khắc bao phủ hơn 10 dặm. Mà theo từ xa khoách tán, thân hình của nàng cũng biến mất ở trong đó. Nhà đạo hữu, thần thông mà nàng thi triển quấy nhiễu thần thức rất lớn, ta đã không cách nào dò ra tung tích của nàng, ngươi tạm thời dùng bí thuật tăng cảnh giới nguyên thần lên thử xem. Ánh mắt Mạc Lan Thánh Thú đang chống đỡ rất nhiều điện xà màu trắng bạc chợt ngưng trọng, ngữ khí lo lắng nói. Lúc này, sau khi đứng cách hơn trăm trượng, đầu đầy mồ hôi, mạnh mẽ thu lấy linh hỏa của mỹ phụ tóc tím, nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng đều sôi trào. Các nơi quanh thân đều nóng bỏng, thời thời khắc đều cần dùng pháp lực áp chế, nếu không, chắc chắn huyết mạch sôi trào, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Mà sau khi nghe được tin tức về thánh thú Mạc Lan không chút nào tiếc rẻ yêu cầu của nàng, Nhạc Vận lại không có một tia chần chừ. Lúc này rút ra một phần pháp lực, thúc giục bí thuật kích thích nguyên thần, tạm thời tăng cường thần thức. Nhưng nàng vốn có chênh lệch thần thức rất lớn so với mỹ phụ tóc tím, hiện tại đối phương lại mượn pháp bảo che thân, nàng làm sao có thể phát hiện được. Kể từ đó, nàng nguyên bản chờ tử phát mỹ phụ không nhịn nổi mà ra tay với thánh thú, dùng một mũi thanh lôi chùy cuối cùng trong tộc đánh lén đối phương, liền hoàn toàn không cách nào áp dụng. Tiên sư đột ngột đáng chết, đối phó ta là tồn tại cấp thấp, lại còn cẩn thận như vậy, chẳng lẽ là trời muốn Mạc Lan nhất tộc ta vong? Nhạc Vận vạn phần không cam lòng chất vấn ông trời. Vì triệu hoán phân thân thánh thú hạ giới, bọn họ đã bỏ ra cái giá quá lớn, nếu như không thể có hiệu quả. Như vậy đừng nói trở lại Thảo Nguyên, chính là có thể tự bảo vệ mình hay không cũng là chuyện khác. Nghĩ tới đây, trong mắt Nhạc Vận nhất thời toát ra vẻ quyết tuyệt, trên tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Cũng không biết thi triển bí thuật gì, trong phút chốc khóe mắt chảy ra hai hàng huyết lệ, thần thức lại một lần nữa tăng cường một mảng lớn. Rốt cục, nàng thành công phát hiện thân ảnh của mỹ phụ tóc tím trong bão cát, nhưng đối phương lại đang nhìn nàng cười lạnh, bên người đầy những gai đá dài hơn một trượng. Nguyên lai, tử phát mỹ phụ gọi ra tử phong thần xa, cũng không chỉ là vì che đậy thân hình, càng là muốn dựa vào nó tìm ra phương vị của Nhạc Vận, để cho mình hạ thủ đối với Mạc Lan Thánh Thú, không có nỗi lo về sau. Mà nàng vừa thấy Nhạc Vận liền giấu ở cách Thánh Thú Mạc Lan không xa, liền đoán được dự định của nàng, lập tức không còn ý niệm tới. Gần, dù sao, ảnh Lan Thánh Thú đang thừa nhận lôi kiếp, nàng cũng không cần xuất ra lực quá lớn, liền có thể lấy tính mạng của nàng. Nhạc Vận thấy thế không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng, nàng không ngờ mình không tiếc hao tổn mấy chục năm thọ nguyên lại nhận được kết quả như vậy. Nhưng ngay khi nàng đang quyết định lấy thân tuẫn tộc, một đạo khí tức yếu ớt nhưng quen thuộc lại đột nhiên làm cho nàng thấy được chuyển cơ. Lạc huynh, là ngươi sao? Kính xin xem tình cảm ngày xưa xuất thủ tương trợ, ngày sau bản tộc nhất định có hậu báo. Gì? Nhà đạo hữu làm sao có thể phát hiện Lạc mỗ? Vừa dứt lời, trong tử phong thần xa liền truyền đến một thanh âm kinh nghi của nam tử, lập tức thân ảnh Lạc Hồng chậm rãi hiển lộ ra. Thấy tình hình này, mỹ phụ đầu tím không khỏi sợ hãi, lại có người có thể giấu ở bên trong pháp bảo của nàng, làm cho nàng không biết chút nào. Không hề nghi ngờ, đối phương tất nhiên là tu sĩ cùng giai với nàng, hơn nữa thần thông không kém. Mà ở sau nháy mắt khiếp sợ, tử phát mỹ phụ quyết đoán đem nham thứ quanh thân ngưng tụ ra, bắn về phía Mạc Lan Thánh Thú vừa mới vượt qua một đợt lôi kiếp. Thôi, vốn Lạc mỗ không muốn quản nhiều, nhưng nếu bị Nhạc đạo hữu gọi phá thân hình, liền giúp quý tộc một tay. Lần này Lạc Hồng đi ngang qua nơi đây từ khi trở về từ Đại Tấn, thấy có yêu thú độ kiếp. Liền dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện người độ kiếp này là tồn tại tương tự với Thiên Lan Thánh Thú. Thánh thú Mạc Lan tộc tại Nguyên Không Trung cũng không có thành công đem phân thân đưa xuống hạ giới, nhưng bởi vì trước đây Mạc Lan tộc cùng Lạc Hồng giao dịch, khiến cho điều kiện bọn họ tập hợp kêu gọi, cũng có Phượng Hoàng xanh đen dãy dụa trong lôi kiếp lúc này. Vốn dĩ Lạc Hồng chỉ là tò mò, mới tới xem tình huống, cũng không có ý nghĩ quản chuyện nhàn rỗi của hai tộc Thảo Nguyên này, lại bị Nhạc Vận ngoài ý muốn gọi phá thân hình. Kể từ đó, xuất phát từ giao tình trước kia, hắn cũng chỉ có thể ra tay một lần. Trong lúc nói chuyện, Lạc Hồng đã thôi động lực càn khôn, đánh những gai nhọn bằng đá bay ra không xa kia rơi xuống đất, khiến cho nó ầm ầm tán loạn thành cát mịn. Vị đạo hữu đột ngột nhất tộc này thu pháp bảo đi, Lạc mỗ cùng ngươi không oán không cừu, cũng không muốn giết ngươi. Lạc Hồng đứng chắp tay, nhìn về phía mỹ phụ tóc tím mặt mũi tràn đầy giận dữ nói. Các hạ họ Lạc, tên là Hồng. Mỹ phụ tóc tím vốn cực kỳ tức giận Lạc Hồng, nhưng vừa nghe cách xưng hô của hắn, thần sắc đột nhiên biến đổi hỏi thăm. Ồ,
đạo hữu nhận ra Lạc Mỗ, có phải là thánh nữ quý tộc đã nói với người? Lạc Hồng nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, sau khi Lâm Ngân Bình từ Côn Ngô Sơn trở về, tất nhiên phải bàn giao chi tiết một phen, dù sao cũng đã chết một đại tiên sư. Cho nên, tên của hắn bị đột ngột đại tiên sư còn lại biết, đó là chuyện không thể bình thường hơn. Sau khi Lâm đạo hữu từ Đại Tấn trở về, thường xuyên nhắc tới ân cứu mạng của đạo hữu với nàng, bổn tộc đối với việc này cũng có chút cảm kích, sớm đã coi đạo hữu là khách quý rồi. Chỉ là hôm nay đạo hữu vì sao phải tương trợ người Mạc Lan, bọn họ có thể cho, bản tộc tất nhiên có thể cho càng nhiều. Mỹ phụ tóc tím tự nhận không phải là đối thủ của Lạc Hồng, lập tức muốn thử thuyết phục đối phương. Đạo hữu không cần tốn nhiều miệng lưỡi, Lạc Mỗ không phải quý tộc có thể mời được. Hơn nữa chỉ là phân thân của yêu tu nhất linh giới mà thôi, nhất định không thể để nhân giới khuấy đảo mưa rào, quý tộc cần gì phải làm to chuyện như vậy. Không bằng cho Lạc Mỗ một cái mặt mũi, các ngươi trực tiếp thối lui, đỡ phải uổng mạng. Lạc Hồng bình tĩnh nói, yêu tu linh giới lao tâm lao lực ở hạ giới tạo nên phân thân, chính là vì trốn tránh đại thiên kiếp linh giới, nhiều một đường lui. Cho nên, loại phân thân này cũng sẽ không ham thích tăng cao tu vi, sau khi hóa hình, đó là có thể có bao nhiêu cầu thả liền có bấy nhiêu. Chỉ có sau khi bản thể ngã xuống, loại phân thân này mới có thể hiện ra, nhưng thông thường phải đợi hơn vạn năm. Là đạo hữu cùng thánh nữ bổn tộc trải qua chuyện Côn Ngô Sơn, tất nhiên sẽ biết tình huống trước mắt của tộc ta. Thời kỳ này, tộc ta không thể nào bỏ mặc Mạc La nhất tộc tăng cường thực lực. Tử Y Mỹ Phụ không muốn nhượng bộ chút nào. Sở dĩ hôm nay nàng xuất hiện ở đây, hoàn toàn là vì phản ứng dây chuyền sau khi đại tiên sư họ từ bỏ mình ở Côn Ngô Sơn. Chết một đại tiên sư, đối với đột ngột nhân mà nói là tổn thất không thể tiếp nhận, có thể nói bọn họ hiện tại đối với chiến lực cao tầng của Mạc La nhân đã xuất hiện mất cân bằng. Phe mình xuất hiện triều tiêu đương nhiên không thể chịu đựng được kẻ địch xuất hiện bỉ trường. Tuy chiến lực phân thân thánh thú không trông cậy được, nhưng kiến thức vượt qua nhân giới lại có thể để thực lực của cả một tộc tăng lên chỉnh thể. Mà trước khi đại tiên sư mới xuất hiện, người đột ngột cũng đã có thực lực chỉnh thể vượt qua người Mạc Lan rất nhiều, nếu như lại bị đuổi kịp, vậy thì đã là công thủ dị vị rồi. Lâm đạo hữu chẳng lẽ không mang theo lời nói? Thánh thú quý tộc ít ngày nữa sẽ trở về, cử động hôm nay của các ngươi quả thực không cần thiết. Lạc Hồng khẽ cau mày, lắc đầu nói. Lúc ở Đại Tấn còn không cảm thấy gì, nhưng vừa trở lại địa giới Thiên Nam, hắn liền có chút không ngăn được nhớ nhung sư tỷ. Hôm nay là quy tâm giống như mũi tên, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Chuyện tương lai ai có thể nói rõ ràng được, tộc ta không thể nào lấy hưng suy của một tộc đi đánh bạc. Nếu Lạc đạo hữu cố ý ngăn cản, thiếp thân đành phải đắc tội. Mấy câu nói ra, sự kiên nhẫn của Mỹ phụ tóc tím đã không còn, nàng tự nhận không phải là đối thủ của Lạc Hồng, nhưng nếu không để ý đến an nguy mà ra tay với Mạc Lan thánh thú, vẫn có thể đạt được mục đích. Dứt lời, nàng liền điều khiển thần xa gào thét hướng Lạc Hồng quấy tới, cho dù là bỏ qua bản mệnh pháp bảo này, cũng phải ngăn chặn trong một cái chớp mắt. Thật sự là phiền toái, xem ra không cho ngươi nếm chút khổ sở là không được rồi. Lạc Hồng nhất thời lộ vẻ bất mãn, thần niệm vừa động, ngũ sắc hà quang liền từ quanh thân hắn tràn ra. Tinh sa màu tím nhạt này chạm vào, nhao nhao thoát ly khỏi khống chế của Mỹ phụ tóc tím, tụ hợp lại trong lòng bàn tay phải Lạc Hồng. Trong khoảnh khắc, tử sa tuôn ra rồi tiêu tán không còn, trở thành bảo tháp tinh thể của Lạc Hồng. Cùng lúc đó, hắn hừ lạnh một tiếng, liền phát ra một đạo thần niệm trùng kích tới Mỹ phụ tóc tím, trực tiếp đánh cho nàng đầu váng mắt hoa, lảo đảo từ thấp xuống đất. Lạc huynh, ngươi, thấy tình cảnh này, Nhạc Phận chấn kinh đến mức không nói nên lời. Phải biết rằng, Tử Phát Mỹ Phụ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ thành danh đã lâu, nhưng nàng ở trong tay Lạc Hồng lại vô lực giống như là một đứa bé vậy. Chẳng những dễ dàng liền bị thu pháp bảo, thậm chí chỉ bằng vào một đạo thần niệm đã bị chế ngự. Nếu không phải Lạc Hồng không có sát tâm, vừa rồi nàng đã vẫn lạc. Đây thực sự không phải là thần thông mà tu sĩ cùng cấp có thể có được. Ngươi tiến giai hóa thần. Mỹ phụ tóc tím nằm nghiêng trên mặt đất, một tay chống thân trên, một tay đỡ đầu, kiệt lực khắc chế mình không nôn ra. Không sai, quý tộc này có thể cho Lạc Mỗ một mặt mũi. Lạc Hồng hơi lộ ra một chút khí tức của tu sĩ hóa thần kỳ nói. Cái này. Tử Y Mỹ phụ không khỏi cười khổ, sau đó từ dưới đất bò dậy, thi lễ nói, nếu như tiền bối đã nói sớm thì cần gì phiền phức như vậy, chúng ta cứ thế rút lui.
Mặc kệ sự trưởng thành của thánh thú Mạc Lan sẽ khiến cho sau này thực lực Mạc Lan nhân tăng nhiều, uy hiếp đến sự thống trị của đột ngột nhân bọn họ đối với Thảo Nguyên. Nhưng nếu như đắc tội một vị tu sĩ hóa thần, nguy cơ diệt vong của đột ngột nhân chỉ sợ ngay tại trước mắt. Món nợ này, có chút đầu óc cũng có thể tính toán rõ ràng. Chuyện cho tới bây giờ, Mỹ Phụ Tóc Tím cũng chỉ có thể tin tưởng lời Lạc Hồng nói, thánh thú đột ngột tộc bọn họ thật sự có thể tự mình trở về. Lạc Hồng cũng không làm khó Mỹ Phụ Tóc Tím, cổ tay run lên, trả lại pháp bảo cho nàng. Nàng này cũng rất quyết đoán, lúc này trong miệng liền phát ra một tiếng huýt gió, lệnh cho tất cả đột ngột tiên sư dừng tay lùi lại phía sau. Mạc Lan pháp sĩ cùng Thiên Nam tu sĩ bị bọn họ đè đánh không rõ tình huống, lập tức cũng không dám truy kích. Thẳng đến khi đột ngột tiên sư rời khỏi vài dặm, bọn họ mới nhận được mệnh lệnh hồi doanh. Đa tạ Lạc huynh, Lạc tiền bối tương trợ. Thấy Mỹ Phụ Tóc Tím thật sự rút lui, Nhạc Phận lập tức kinh hỉ nói lời cảm tạ Lạc Hồng. Nhạc đạo hữu, ta và ngươi chính là quen biết cũ, không cần câu nệ lễ tiết như vậy. Lạc mỗ cũng không thích người người đều gọi ta là tiền bối. Giải quyết mọi chuyện, tâm tình Lạc Hồng cũng không tệ, mỉm cười nói với Lạc Nhạc Vận. Nếu đã như thế, ta coi như có thêm can đảm. Phần hậu báo của Lạc huynh nhất định sẽ không nuốt lời. Nhạc Vận nghe vậy thần sắc buông lỏng, trên thực tế nàng còn chưa hoàn toàn tiêu hóa chuyện Lạc Hồng đã tiến giai hóa thần, đầu óc hiện tại đang rất loạn. Hậu báo thì không cần, việc này đối với Lạc mỗ mà nói bất quá là tiện tay mà thôi, không cần quý tộc báo đáp cái gì. Hơn nữa, Nhạc đạo hữu cũng không nên cao hứng quá sớm, thánh thú phân thân này của các ngươi chưa hẳn có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Sau khi nhìn thoáng qua trung tâm thiên lôi, Lạc Hồng tốt bụng nhắc nhở nàng. Chỉ thấy hoàng quang lôi quang vốn đang ở trong kiếp vân bỗng nhiên biến mất, ở trong đó xuất hiện rất nhiều điện hồ màu xanh. Chương 898, Hắc Phượng Yêu Vương. Bích Tiêu Thần Lôi, làm sao có thể, chỉ là bát cấp yêu thú hóa hình lôi kiếp, sao có thể xuất hiện bực này kiếp lôi? Nhìn thấy lôi quang màu xanh trong mây đen, Nhạc Phận không khỏi biến sắc, kinh hãi nói. Bình thường mà nói, trong lôi kiếp hóa hình, chỉ xuất hiện hai màu lôi kiếp đỏ vàng, chỉ có những tồn tại sát sinh, sát khí quấn thân kia mới có thể dẫn tới bích tiêu thần lôi. Mà một khi yêu thú hóa hình dẫn động lôi điện này, chỉ dựa vào chính mình trên cơ bản là thập tử vô sinh, chỉ có thể hóa thành cho bụi. Hừ, điều này cũng không có gì kỳ quái, ở dưới thiên kiếp cầu một đường sinh cơ nào có dễ dàng như vậy. Biến hóa lôi kiếp tăng cường ở trong dự liệu của bổn tọa, các ngươi mau mau mở ra trận pháp, trợ giúp bổn tọa ngăn cản một chút uy lực lôi kiếp. Lúc này, ánh mắt phượng điểu xanh đen bị lôi quang bao vây ngưng trọng tức giận nói. Mặc dù nàng đã đoán trước được điều này, nhưng đây cũng là lần đầu gặp phải loại lôi kiếp này, trong lòng cũng không quá chắc chắn. Vâng, thanh thú, ta lập tức truyền lệnh xuống. Nhạc Vận không dám chậm trễ, sau khi phất tay tế ra hai tấm truyền âm phù, linh quang vây quanh kiếp vân liền bay lên. Nhạc đạo hữu, ngươi còn chưa trả lời Lạc mỗ, vừa rồi ngươi làm sao phát hiện Lạc mỗ? Đối với thuật thu liễm khí, Lạc mỗ vẫn rất tự tin, theo lý thuyết ngươi không nên nhận thấy khí tức của Lạc mỗ mới đúng. So sánh với thánh thú Mạc Lan đang giãy giụa trong lôi kiếp, Lạc Hồng đối với việc này càng cảm thấy hứng thú, dù sao nếu thuật liễm khí có lỗ thủng, chính là có khả năng phá hư đại sự. Tu vi Lạc huynh cao thâm, bình thường mà nói ta không phát hiện được tung tích của huynh, nhưng trước đây huynh cùng ta thi triển bí thuật, trên người có một tia khí tức của ta, cho nên ta mới có thể phát hiện. Tựa hồ nhớ tới một ít chuyện cũ, hai gò má Nhạc Vận đỏ lên nói. Thì ra là thế. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi gật đầu nói. Lúc trước hắn vì tiến vào hắc vực, phải giả mạo thánh tử của Mạc Lan nhất tộc, nên người Mạc Lan liền dùng bí thuật truyền độ đem một phần tinh nguyên của Nhạc Vận truyền vào trong cơ thể hắn, không nghĩ tới đến nay còn có một chút khí tức bảo tồn. Đang nói, một đạo bích tiêu thần lôi đột nhiên bổ tới bọn họ bên này, Lạc Hồng đầu cũng không chuyển. Thần niệm vừa động liền dùng càn khôn chi lực chuyển rời qua một bên, đánh mặt đất ra một cái hố to nóng hổi. Nhạc Vận thấy thế trong lòng nhất thời khẽ động, thầm nghĩ mình chỉ độn, có Lạc Hồng ở đây, mình cần gì phải bỏ gần tìm xa, trực tiếp mời hắn giúp thánh thú vượt qua lôi kiếp không phải là được rồi sao. Nhưng mà, còn không đợi nàng mở miệng, Lạc Hồng cũng phát giác được ý nghĩ của nàng, sớm mở miệng nói, Nhạc đạo hữu, Lạc mỗ vừa mới ra tay. Chỉ là không muốn nhìn thấy ngươi bỏ mình, ta và ngươi tương giao không dễ, cũng không nên loạn dùng phần giao tình này.
Lời này của Lạc Hồng trực tiếp khiến cho lời nói đến bên miệng của Nhạc Vận lại nuốt trở về trong bụng. Sau khi nói chuyện, đợt thứ nhất Bích Tiêu Thần Lôi đã kết thúc. Tuy rằng đợt lôi kiếp này khí thế hung hãn, rơi dày đặc như mưa, nhưng ở đại trận suy yếu, cùng với Thanh Hắc Phượng phun ra bổn mạng linh diễm bảo vệ, vẫn làm cho nàng hữu kinh vô hiểm vượt qua. Nhưng lập tức, trong kiếp vân truyền đến một tiếng nổ vang, chỉ thấy những lôi xà màu xanh lớn bằng cánh tay kia lại dây dưa dung hợp lại với nhau, kết thành một đoàn lôi cầu đường kính hơn một trượng. Sau một khắc, chỉ nghe mấy tiếng xé vải đồng thời vang lên, ba đạo lôi kiếp to hơn thước cơ hồ không phân trước sau đánh xuống, trong nháy mắt khiến cho quanh thân chim phượng xanh đen kia quấn đầy điện mang. Theo một tiếng kêu rên, lông vũ trên thân yêu vật này không ít đều bị cháy đen chóc ra, thoạt nhìn rất là chật vật. Hiển nhiên, nàng ở trong đợt kiếp lôi vừa rồi uy lực tăng vọt, ăn chút thiệt thòi. Nhưng còn không đợi nàng thả lỏng một lát, trong kiếp vân đen nhánh liền lại truyền đến tiếng nổ vang, chỉ thấy thể tích lôi cầu kia lại cấp tốc mở rộng. Rất rõ ràng, uy lực của đợt kiếp lôi tiếp theo chắc chắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Mà lúc này, lại một tin tức xấu theo một đạo hỏa quang mà tới. Buông truyền âm phù xuống, sắc mặt Nhạc Vận khó coi nói với chim phượng xanh đen kia, thánh thú, trận pháp sư trong tộc hồi bẩm. Cứ tiếp tục như vậy, đại trận tị lôi chỉ có thể kiên trì ba đợt nữa, ba đợt sau đại trận tất nhiên sẽ bị hủy bởi kiếp lôi. Nghe lời ấy, chim phượng xanh đen rốt cục hoảng hồn, tuy nàng chỉ là một đạo phân hồn hạ giới, mặc dù chết cũng không ảnh hưởng bản thể, nhưng nếu như có thể, nàng cũng không muốn chết. Vị đạo hữu này, xin xuất thủ tương trợ, ngươi muốn cái gì cũng dễ thương lượng. Kỳ thật, Lạc Hồng ở dưới tình huống đã hồi tuyệt Lạc Vận còn dừng lại ở đây, ý tứ biểu đạt rõ ràng người sáng suốt đều nhìn ra được. Đơn giản là muốn thánh thú nàng tự mình mở miệng cầu xin, do đó đạt được một ít chỗ tốt chỉ có nàng mới có thể cho. Chỉ là nàng tuy chỉ là một đạo phân hồn, nhưng bản thể là hợp thể yêu vương, ngại mặt mũi không muốn nhờ, lúc này mới kéo dài tới lúc vạn bất đắc dĩ mới mở miệng. Không vội không vội, không phải còn có ba đợt thời gian sao? Lạc Hồng khẽ mỉm cười, thầm nghĩ yêu thú này rốt cục mắc câu, tiếp theo khách khí chắp tay nói, xin hỏi bản thể đạo hữu chính là vị yêu vương nào của linh giới? Có cùng động thiên thử vương kia có cùng xuất hiện? Ngươi cũng biết không ít, nhưng đã thấy qua phân thân động thiên rồi sao? Thanh Hắc Phượng đầu tiên là kinh ngạc hỏi ngược một câu, nhưng lập tức cũng không kiêng dè nói, bản thể ta chính là Hắc Phượng yêu vương, thống lĩnh một vùng ở linh giới, chưa nói tới có giao tình gì với động thiên thử vương kia, nhưng cũng không trở mặt. Đạo hữu hỏi như vậy là gần đây định phi thăng linh giới sao? Lạc Mỗ đã hóa thần, tất nhiên là muốn bắt đầu cân nhắc một bước này, bất quá ít nhất còn phải chuẩn bị 100-200 năm. Trước đây Lạc Mỗ từ Thiên Lan Thánh Thú nghe nói, người của hai tộc yêu ở linh giới chính là quan hệ liên minh, liền muốn cùng yêu tộc thiết lập quan hệ. Dù sao, công pháp Lạc Mỗ tu luyện cần thiên tài địa bảo rất nhiều, nhiều con đường ngày sau cũng dễ thu thập. Chỉ cần đạo hữu không giúp được chuyện này, lôi kiếp lần này Lạc Mỗ có thể bảo vệ ngươi vượt qua. Thiên thử động thiên vương bản thể của Thiên Lan Thánh Thú cùng với Hàn Lão Ma ngày sau bởi vì lục dực xương công mà sinh ra hiềm khích. Lạc Hồng cũng không muốn cùng hắn có quan hệ, Ngân Nguyệt Lang tộc cũng giống như thế. Cho nên, lần này có thể gặp được hóa thân của Hắc Phong yêu vương, đơn giản chính là ngủ gật đưa gối, rất hợp ý hắn. Là đạo hữu cũng đừng nói quá vẹn toàn, hóa hình lôi kiếp cũng không phải đơn giản như vậy. Với thần thông của ngươi tuy không sợ những bích tiêu thần lôi này, nhưng nếu bản tọa muốn thành công hóa hình, nhất định phải tự mình thừa nhận non nửa uy năng kiếp lôi, nếu không một đợt lôi kiếp này sẽ cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Lúc này, Thanh Hắc Phượng Hoàng vừa mới vượt qua đợt kiếp lôi thứ ba, yêu hỏa quanh thân đều đã uể oải. Nếu lát nữa không có đại trận, chỉ sợ đợt lôi kiếp thứ sáu vừa đến, sẽ thân tử đạo tiêu, cho nên lập tức vội vàng nói. Đạo hữu đừng không tin, nếu có vật ấy, hơn nữa Lạc Mỗ bảo vệ, chẳng lẽ đạo hữu còn không có 10 phần nắm chắc. Lạc Hồng nghe vậy vẫn bình tĩnh nói, lúc này liền ném ra một cái bình nhỏ huyền băng hàn khí dày đặc. Phượng Hoàng xanh đen dùng yêu lực ngăn chặn bình này, một ngụm linh khí thổi ra liền xốc miệng bình lên, thần thức vừa mới thăm dò vào, nàng liền kinh hỉ nói, không ngờ lại là một giọt hàn tủy. Tốt, là đạo hữu thật sảng khoái. Cầm lấy, đây là một điểm liên lạc mà bản tộc bố trí ở Thiên Uyên Thành, biểu diễn bí thuật này cho người trông coi, nàng sẽ đối đãi ngươi là khách quý, bất kể thiên tài địa bảo gì cũng sẽ hết sức giúp ngươi tìm kiếm. Nhưng đồ vật giao dịch này phải do Lạc đạo tự chuẩn bị,
nếu không chỉ cần vi phạm ước định một lần, sẽ mất đi tư cách thượng khách. Dứt lời, chim phượng xanh đen liền đánh ra một đạo thần niệm về phía Lạc Hồng, đem tình huống điểm liên lạc nói kỹ càng cho hắn biết. Hàn tủy này đúng là do thông minh linh thử đoạt được ở trong tiểu cực cung, nghe nói dùng sống bảo vật này có thể làm cho xác suất biến hóa thành công của yêu thú tăng lên nhiều. Lạc Hồng cũng chưa chính thức kiến thức qua, nhưng thấy thanh hắc phượng hoàng còn chưa vượt qua lôi kiếp mà đã đem chỗ tốt cho hắn, liền biết lời đồn này cũng không có khuếch đại. Ngay lập tức, phượng hoàng thanh đen trực tiếp há to miệng đem huyền băng tiểu bình cùng hàn tủy nuốt vào, cũng không dựa vào bổn mệnh yêu hỏa hộ thân, mà từ trong miệng phun ra một cỗ yêu khí thanh hắc sắc. Mà những yêu khí này che đậy thân hình của nàng, mặt ngoài lại nổi lên một tầng ngân quang âm lãnh, kiếp lôi và kim loại chạm vào nhau liền phát ra thanh âm leng keng, khiến cho nó bắn bay non nửa. Quá trình độ kiếp sau đó không có gì tốt cả, ngoại trừ một đạo lôi kiếp to cỡ một trượng cuối cùng. Lôi kiếp nối thẳng tới thiên địa khiến người ta ấn tượng sâu sắc, cũng không có phát sinh bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Khi đạo lôi kiếp cuối cùng hạ xuống, mây đen cấp tốc hướng trung tâm quay cuồng một chút, rất nhanh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà giờ phút này, chim phượng xanh đen đang bị một khỏa yêu khí biến thành kén tơ, khí tức bình thản, hiển nhiên đã bình yên vượt qua lôi kiếp. Nhưng đợi nàng phá kén mà ra ít nhất phải mất mấy ngày. Lạc Hồng đã chiếm được mong muốn, tất nhiên là không muốn tiếp tục trì hoãn ở đây, sau khi đơn giản cáo biệt với Nhạc Vận một tiếng, liền phi độn rời đi. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền đến một tiếng gọi, Lạc tiền bối xin dừng bước. Người tới không phải ai khác, chính là Ngụy Vô Nhai vẫn luôn chờ đợi bên ngoài kiếp vân. Trước đây tuy rằng hắn vẫn luôn đối phó với cổ toàn tâm độc, nhưng tình huống bên phía Mỹ phụ tóc tím, hắn vẫn luôn lưu tâm. Đối với chuyện Lạc Hồng đã tiến giai hóa thần, sự khiếp sợ của hắn không hề ít hơn so với Mỹ phụ tóc tím. Đợi sau khi phục hồi tinh thần, hắn lập tức nghĩ đến sự tình phát sinh ở Hoàng Phong Cốc vài năm trước. Liền ý thức được chính mình trước tiên phải chào hỏi một chút, nếu không sau đó Phong Ba rất có thể sẽ đem hóa ý môn liên lụy vào. Ngụy Minh Chủ, trước đây Lạc Mỗ có phần được ngươi chiếu cố, ngươi ta vẫn là ngang hàng tương xứng đi, như vậy Lạc Mỗ nghe cũng thoải mái. Ngụy Vô Nhai là lãnh đạo của hắn, Lạc Hồng cho rằng đối phương làm không tệ, lập tức không hề tự cao tự đại nói. Mặc dù trước kia gặp mặt Lạc đạo hữu cũng sẽ cho Ngụy Mỗ một ít kinh hỉ, nhưng lúc này đạo hữu gây ra động tĩnh quá lớn. Nghĩ rằng thiên nam tu tiên giới chúng ta đã vạn năm, không xuất hiện một hóa thần tu sĩ, không nghĩ tới đạo hữu lại có một tuấn tài như vậy. Ở cái tuổi này của ngươi, Ngụy Mỗ thậm chí còn chưa đột phá nguyên anh hậu kỳ, thật không biết ngươi tu luyện như thế nào. Thấy thái độ của Lạc Hồng hiền lành, Ngụy Vô Nhai âm thầm thở phào nhẹ nhõm, lập tức vòng quanh tán thưởng. Ngụy Minh Chủ khen chật rồi, Lạc Mỗ chỉ là ở thời điểm du lịch có kỳ ngộ mới có thể có tu vi hôm nay. Nếu bàn về thiên tư, Lạc Mỗ đúng là chẳng ra sao. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng nói. Hậu thiên phúc duyên quan trọng hơn tiên thiên tư chất nhiều, đạo lý này càng cao giai tu sĩ lại càng có thể nhận thức. Ngụy Vô Nhai đầu tiên là thuận thế cảm thán một câu, tiếp theo liếc mắt nhìn thần sắc Lạc Hồng rồi hỏi, Lạc đạo hữu du lịch bên ngoài đã lâu, có phải chuẩn bị quay về Hoàng Phong Cốc? Đúng vậy, Lạc Mỗ đang muốn trở về tông, nếu không phải nhìn thấy kiếp vân ở nơi này từ xa, chỉ sợ lúc này đã tiến vào địa bàn của chính ma lưỡng đạo. Lạc Hồng trả lời một câu, lại phát hiện thần sắc Ngụy Vô Nhai không đúng, không khỏi nhíu mày nói, làm sao Ngụy Minh Chủ, chẳng lẽ Hoàng Phong Cốc đã xảy ra chuyện gì? Ai, nói đến việc này thì Ngụy Mỗ cũng hổ thẹn với đạo hữu, nếu như lúc ấy Ngụy Mỗ kiên quyết hơn một chút, có lẽ sẽ không tạo thành cục diện hôm nay. Lắc đầu thở dài một tiếng, Ngụy Vô Nhai liếc mắt nhìn Lạc Hồng mày càng nhăn càng sâu, thầm nghĩ lần này tất nhiên có người sắp xui xẻo. Tiếp tục nói, Hoàng Phong Cốc bản thân lại không có việc gì, chỉ là trăm năm trước lệnh hồ đạo hữu tọa hóa, khiến cho trong cốc chỉ có đạo lữ của Lạc đạo hữu tọa trấn. Cái này khiến cho bảy tòa linh đảo trên biển vốn thuộc về quý cốc bị chính ma lưỡng đạo cường đoạt đi. Trong lúc đó, đệ tử của đạo hữu cùng tu sĩ hai đạo bạo phát một ít xung đột, nghe nói là bị chút ít thương tích. Chuyện ở linh đảo vốn là do Ngụy Mỗ dẫn đầu, Lạc đạo hữu ra ngoài đi xa, Ngụy Mỗ theo lý nên giữ gìn một chút. Nhưng sau khi biên giới xảy ra một trận chiến, cửu quốc minh thế lực giảm đi nhiều, Ngụy Mỗ một người cũng không áp chế được hai người Hợp Hoan và Chí Dương. Cuối cùng cũng chỉ có thể để cho Hoàng Phong Cốc không bị xâm phạm, không thể bảo trụ tòa linh đảo kia. Ngụy Minh Chủ nói quá lời, việc này ngươi đã tận lực, làm sao hổ thẹn với Lạc Mỗ,
ngược lại Lạc Mỗ phải đa tạ Ngụy Minh chủ tại Lạc Mỗ lúc không có mặt chiếu cố bổn môn. Lạc Hồng nghe vậy nhất thời mặt âm trầm, hướng Ngụy Vô Nhai chắp tay thi lễ, lập tức cáo từ nói: "Bên trong môn phái gặp biến cố như thế, Lạc Mỗ thật sự không có tâm trạng ôn chuyện cùng Ngụy Minh chủ, xin cáo từ trước." Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu lam, trực tiếp hướng về phía Hoàng Phong Cốc bỏ chạy. "Thật sự là hảo ngôn nan khuyên quỷ đáng chết, lúc trước ta liền khuyên Chí Dương bọn họ không nên cùng người này làm khó, thổ đã chôn đến cổ người rồi, còn cùng người trẻ tuổi đấu cái gì?" Nhìn Lạc Hồng độn quang đi xa, Ngụy Vô Nhai phảng phất thấy được một hồi đại chấn sắp phát sinh tại Thiên Nam tu tiên giới, lắc đầu than thở, sau đó cũng khởi động độn quang hướng Cửu Quốc Minh mà đi. Chiến sự trên biên cảnh đã không cần thiết phải quan tâm nữa, việc đầu tiên hắn phải làm bây giờ chính là mang tin tức về Cửu Quốc Minh. Đừng đợi khi động đất xảy ra, còn có thế lực trong Minh không thấy rõ thế cục bị liên lụy vào. Lúc này, Lạc Hồng trên bầu trời đã tăng tốc độ lên tới cực hạn, thân xuống núi nước như khe hở ánh sáng nhanh chóng hiện lên. Nghĩ đến có người thừa dịp hắn không có ở đây, bắt nạt sư tỷ cùng đệ tử của hắn, trong lòng hắn liền căm giận khó bình, hận không thể lập tức giết tới Thái Chân Môn cùng Hợp Hoan Tông. Nhớ lại năm đó, sau khi hắn thành danh, liền có người ám sát hắn, 8-9 phần 10 cũng có quan hệ với hai người này. Bây giờ vừa vặn tính luôn cả nợ mới nợ cũ. Bất quá, giết người hả giận không cần nóng lòng nhất thời, dù sao hai người kia cũng không phải tán tu không dễ. Trước mắt quan trọng nhất là vẫn nên trở về thăm sư tỷ và Phàn Mộng Y sớm một chút. 7 ngày sau, tại phía bắc Hoàng Phong Cốc, ba đạo độn quang bay qua một hồ nước. Người cầm đầu là một nữ tử có khuôn mặt thanh tú, tu vi kết đan hậu kỳ, lúc này thần sắc lại bối rối, giống như sau lưng có mãnh thú hồng thủy đuổi theo. "Vương sư tỷ, không được rồi, pháp lực của ta không chống đỡ nổi nữa." Đột nhiên, một vị nam tu kết đan kỳ bên cạnh nữ tử thanh tú run giọng nói: "Không thể dừng lại, nhất định phải đưa cây linh dược này về tông môn. Nếu thật sự không chống đỡ nổi nữa, vậy thì dùng viên đan dược ta đưa cho ngươi đi." Nữ tu thanh tú lộ vẻ mặt không đành lòng nói. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 899, Huyết Sát Tông, Nguy. Nghe lời ấy, tên nam tu kết đan kia không khỏi sắc mặt trắng nhợt, sau khi do dự một cái, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên dược hoàn màu đen. Lập tức, trong mắt lóe lên ngoan sắc, tựa như uống thuốc độc đem nó nuốt xuống. Sau một khắc, sắc mặt người này liền đỏ lên, đầu nổi gân xanh lộ ra vẻ thống khổ, bất quá pháp lực của hắn lại nhiều hơn rất nhiều. Thấy bộ dáng này của hắn, nữ tử thanh tú không đành lòng nhìn thẳng, nhưng rất nhanh trong mắt nàng toát ra vẻ quyết tuyệt, đưa tay sờ lên hông, giữa ngón tay liền nhiều ra một viên thuốc màu đen giống như vậy. Đan này tên là Bạo Cân Hoàn, cần dùng tinh huyết giao long cao giai luyện chế, thập phần chân quý. Ăn vào có thể trong thời gian ngắn khôi phục đại lượng pháp lực, tác dụng phụ duy nhất là thân thể không đủ mạnh, sẽ cảm giác được đau nhức đốt người. Mà ba người có thể chạy trốn tới bây giờ, đều là cùng nhau sử dụng một kiện pháp bảo phi hành. Bảo vật này tuy rằng độn tốc có thể so với nguyên anh tu sĩ, nhưng pháp lực tiêu hao rất nhiều. Trong ba người bọn họ chỉ cần có một người pháp lực hao hết, sẽ không có cách nào sử dụng bảo vật này, cũng sẽ khó thoát khỏi ma trưởng đuổi giết người. Cho nên, nếu muốn sống sót, nữ tu thanh tú cũng phải phục dụng Bạo Cân Hoàn. "Sớm biết hôm nay, ta đã nghe sư phụ khổ tu ngọc cốt hóa giao công rồi." Ngay khi nữ tu thanh tú âm thầm hối hận, một đạo khí tức tràn đầy mùi máu tươi ngang nhiên xâm nhập phạm vi thần thức của bọn họ, từ phía sau cấp tốc tới gần bọn họ. "Sư tỷ, Huyết Sát Tông lão ma kia đuổi tới rồi." Một nữ tu kết đan khác mặc quần áo vàng nhạt, mặt mày thất sắc hô: "Làm sao có thể? Lưu Băng Toa là pháp bảo ngu sư thúc tự tay luyện chế, mặc dù chúng ta sử dụng độn tốc cũng phải nhanh hơn tu sĩ Nguyên Anh bình thường mới đúng." Tên nam tu kia nghe vậy bất chấp Bạo Cân Hoàn mang đến đau nhức kịch liệt, lúc này kinh hô: "Ừ, chỉ là tiểu bối kết đan cho dù pháp bảo không tệ, há có thể để cho ngươi chạy thoát trong tay lão phu. Bổn tông sắp thay thế Quỷ Linh Môn, bí thuật thần công của Ma Đạo Lục Tông rất nhiều, tạm thời tăng lên độn tốc thì tính là gì?" Bộ dáng thập phần thích bộ dáng hoảng sợ của nam tu kết đan, lão giả mặc huyết y đuổi theo phía sau cười âm hiểm nói: "Huyết y lão tổ,
Sư phụ ta là tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, nơi đây cách Hoàng Phong Cốc không xa, ngươi đuổi theo ta, không sợ sư phụ ta lấy mạng chó của ngươi sao? Nữ tử thanh tú thấy đối phương càng tới gần, trong lòng mặc dù cảm thấy tuyệt vọng, ngoài miệng lại còn khí thế không giảm dọa nạt. Khạc khạc khạc, trong tu tiên giới thiên nam ai chẳng biết ngu tiên tử của Hoàng Phong Cốc không cách nào rời khỏi sơn môn. Tiểu bối ngươi cho rằng bổn tọa dễ lừa gạt sao, dùng một cái Nguyên Anh phế vật như vậy cũng muốn hù chết bổn tọa. Huyết Y lão giả càn rỡ cười to nói, tuy hắn chỉ là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng giờ phút này lại dám không chút cố kỵ nhục mạ Ngu Nhược Hy. Nhưng mà còn không đợi hắn cười ra tiếng thứ hai, một tiếng quát giận không thể át, từ trên không trung phía sau cuồn cuộn mà đến. Hỗn xược. Trong hai chữ ngắn ngủi tràn ngập linh lực kinh người, lại thoáng cái đánh sâu vào khiến độn quang song phương trì trệ, phí chút sức lực mới ổn định thân hình trên không trung. Trong tiếng quát, cơn giận quá mức rõ ràng, lúc này lão giả mặc huyết y quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bàn tay lớn dài mấy chục trượng không ngờ đã xuất hiện ở phía sau hắn mấy chục trượng, trong lòng bàn tay một gương mặt ma dữ tợn hướng về phía hắn gào thét. Chỉ là liếc mắt một cái, tâm thần lão giả mặc huyết y liền bị hắn đoạt mất, căn bản không có cơ hội làm ra bất kỳ cử động phản kháng nào, nhục thân liền bị đập thành bọt máu. Những Nguyên Anh còn lại lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lộ ra thần sắc kinh hãi muốn chết, muốn thuấn di bỏ chạy. Nhưng mà lúc này, mặt ma ở lòng bàn tay kia đột nhiên há mồm, phun ra một đạo ô quang, cười quái dị liền đem Nguyên Anh của lão giả áo đỏ nuốt vào. Vương sư tỷ, đây là... Nam tu kết đan thấy thế đều nhanh sợ choáng váng, không thể tưởng tượng là tồn tại dạng gì, có thể diệt sát Nguyên Anh như giết gà. Không, giống như giết gà. Nữ tu váy vàng bên cạnh cũng cả kinh, hai mắt trợn trừng, thân thể mềm mại khẽ run rẩy. Chỉ có nữ tử thanh tú vừa mừng vừa sợ kia hướng về phía sau hô to, Lạc sư thúc. Nhưng Lạc sư thúc đã về. Kết quả, âm thanh của nàng còn chưa dứt, bàn tay to lớn kia đã biến mất, một bóng người đột ngột xuất hiện cách trước mặt nàng mấy trượng. Là ta, Thanh Thanh, trong cốc đã xảy ra chuyện. Nữ tử thanh tú chính là đệ tử thân truyền của Ngu Nhược Hy, Vương Thanh Thanh, Lạc Hồng từ xa đã cảm giác được khí tức của nàng. Thật tốt quá, Lạc sư thúc thật sự là ngươi. Lần này phản sư tỷ được cứu rồi. Sau khi thấy rõ người tới, Vương Thanh Thanh càng mừng rỡ hơn, lập tức hoan hô nói, Mộng Y xảy ra chuyện gì? Nghe nói tính mạng đại đệ tử đi theo mình mấy trăm năm đang hấp hối, Lạc Hồng không khỏi gấp giọng hỏi. Mấy chục năm trước phản sư tỷ bị người hạ độc thủ, sau đó mặc dù bị sư phụ thi pháp đóng băng, nhưng kéo dài tới hôm nay đã là nguy cơ sớm tối. Lần này ta, Vương Thanh Thanh đang muốn kể lại tỉ mỉ tình huống một phen. Đã thấy Lạc Hồng nghe được một nửa liền đưa tay từ trong hư không lấy ra một lá cờ nhỏ màu đen, chỉ vung một cái liền bị một cỗ gió đen bao vây. Ngay sau đó, cảnh vật dưới chân bọn họ liền xảy ra đột biến, chính là từ một hồ nước trong suốt biến thành ngọn núi bị băng cứng phong ấn. Chỉ một cái liếc mắt, Vương Thanh Thanh đã nhận ra ngọn núi dưới chân, đúng ra là Côn Bằng Thần Phong cách đó 800 dặm. Lạc sư thúc, chúng ta, nàng đang muốn nói gì đó, lại không thấy bóng dáng Lạc Hồng. Trong động phủ của Kỳ Thần Phong, Ngu Nhược Hy mặc một bộ cung y màu trắng đang đứng trước một khối băng cứng trong suốt. Trong băng phong ấn một người, chính là Phàn Mộng Y đại đệ tử của Lạc Hồng. Chỉ thấy Phàn Mộng Y vốn tư thế hiên ngang, lúc này lại cau mày mảnh mai, bụng dưới phình to như đấu, tựa như tháng 6 mang thai. Nhưng phần bụng nó dù ở trong băng cứng, thỉnh thoảng nhúc nhích một chút, hiển nhiên cũng không bình thường. Y Nhi, ngươi kiên trì thêm mấy ngày nữa, Thanh Thanh cũng sắp mua được linh dược về rồi, chỉ cầu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngu Nhược Hy nhíu chặt lông mày chờ đợi nói. Mặc dù nàng biết tin tức về linh dược lần này có chút kỳ quặc, nhưng cũng không có lựa chọn dư thừa. Không đánh cược một lần, Phàn Mộng Y cũng chỉ có thể bị ma vật trong bụng hút khô sinh cơ mà chết. Tuyệt đối đừng có việc gì, nếu không đợi phu quân trở về, ta biết phải ăn nói thế nào. Sư tỷ, ngươi đã làm đủ tốt rồi. Đột nhiên, một đạo thanh âm ôn nhu vang lên ở sau lưng Ngu Nhược Hy, nàng nhìn lại, đúng là người trong đáy lòng nàng. Tuy đã lâu không gặp, nhưng giờ phút này Lạc Hồng lại không nhàn hạ cùng sư tỷ tâm sự lẫn nhau, bước ra một bước liền lách mình đi tới trước khối băng cứng kia. Thần thức thăm dò vào trong đó kiểm tra tình trạng Phàn Mộng Y. Phu quân, khí tức của Y Nhi sẽ yếu ớt như bây giờ, đều là vì ma thai trong bụng nàng đang không ngừng hút lấy sinh cơ của nàng. Ta đã thử qua rất nhiều phương pháp đều không thể lấy ra ma thai này,
chỉ có thể đóng băng y nhi, vừa kéo dài thời gian, vừa tìm kiếm trong sách cổ có thể tiêu diệt linh dược của loại ma thai này. Hơn một tháng trước, chúng ta nhận được tin tức trong một phường thị của Quỷ Linh Môn xuất hiện loại linh dược này. Thanh Thanh đã mang theo linh thạch đi mua. Phu quân có gặp phu quân trên đường trở về không? Ngu Nhược Hy nhanh chóng nói rõ tình huống một phen. Thần thông ma đạo thật độc ác, sư tỷ có biết là người phương nào gây nên không? Sau khi thu hồi thần thức, Lạc Hồng lúc này sắc mặt âm trầm hỏi thăm. Loại thần thông đánh dị chủng ma thai vào trong cơ thể người khác này, chỉ có Huyết Sát Tông gần đây nổi tiếng chính đại mới có truyền thừa. Lúc trước, bên phía ma đạo, đúng là các tông tu sĩ này ra mặt cường đoạt linh đảo của bổn môn, trưởng lão Nguyên Anh Kỳ trong môn đã từng ra tay với Y Nhi. Mà sau khi Y Nhi trở về không lâu, liền xuất hiện triệu chứng, hiển nhiên là lúc đó bị người động tay chân. Nói tới việc này, trong mắt Ngu Nhược Hy khó nén sát ý. Lại là Huyết Sát Tông này, xem ra tông môn này quyết tâm muốn dẫm lên Hoàng Phong Cốc ta. Lạc Hồng giận quá hóa cười nói, lại là, phu quân chẳng lẽ đã gặp được tu sĩ Huyết Sát Tông? Ngu Nhược Hy nhất thời có chút ngoài ý muốn nói, chuyện này sau này nói sau, trước hết để vi phu siêu hồn Huyết Sát lão tổ một phen. Nói xong, Lạc Hồng liền mở tay phải ra, lấy ra Nguyên Anh vừa mới thu vào Hoàng Tuyền Quỷ Thủ kia. Lạc đạo hữu tha mạng, lão phu chỉ phụng mệnh làm việc, đừng. Nguyên Anh kia vừa ra liền mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Lạc Hồng căn bản không nói nhảm cùng hắn, thần niệm vừa động liền thúc giục siêu hồn thuật, lúc này khiến cho hắn kêu thảm thiết. Lấy cảnh giới nguyên thần hiện tại của Lạc Hồng, siêu hồn một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ có thể nói là dễ như trở bàn tay, mấy tức không đến, liền xem hết cuộc đời của hắn. Cũng không có gì khó khăn trắc trở, hắn từ trong đó tìm được giải pháp của bí thuật ma thai. Chỉ là, giải pháp này cần một ít linh vật đặc thù, linh dược trong sách cổ kia chỉ có thể phát ra tác dụng trì hoãn, không cách nào triệt để trừ tận gốc. Sao phu quân lại không thuận lợi? Phát giác thần sắc Lạc Hồng khác thường, Ngu Nhược Hy không khỏi nhíu mày nói. Tuy có giải pháp, nhưng linh vật đối ứng tạm thời không biết nên đi đâu tìm. Ngay cả trong bảo khố của Huyết Sát Tông cũng không có vật này. Lạc Hồng bình tĩnh lắc đầu nói, vậy chẳng phải Y Nhi đã hết thuốc chữa rồi sao? Sắc mặt Ngu Nhược Hy trắng nhợt, buồn bã nói. Cũng không hẳn, bí thuật ma đạo này tuy âm độc, nhưng chỉ cần còn ở trong ngũ hành, vi phu liền có biện pháp. Sư tỷ lui về phía sau một chút, để vi phu thi pháp thử một lần. Lạc Hồng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe lời ấy, Ngu Nhược Hy yên lặng gật đầu, băng phong liền bay ra xa hơn 10 trượng, canh giữ ở cửa thạch thất. Sau đó chỉ thấy tay trái Lạc Hồng giơ lên, trong lòng bàn tay liền tản ra ngũ sắc hào quang, lại dần dần biến hóa thành một đoàn ngũ sắc thải vân. Lúc này, bàn tay trái Lạc Hồng nhẹ nhàng đưa về phía trước, khiến cho đám mây ngũ sắc này hướng phần bụng của Phàn Mộng Y bay tới. Cơn mây này chạm vào nhục thân Phàn Mộng Y, như không có gì xuyên vào, ma thai trong bụng nàng cũng không phát giác gì, cũng không có phản ứng kịch liệt. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng không chút do dự, pháp quyết trên tay biến đổi, miệng khẽ quát một tiếng, chuyển. Lập tức, mây ngũ sắc quấn quanh ma thai kia liền chậm rãi xoay tròn, chỉ một lát đã khiến khí tức của nó giảm xuống không ít. Cho đến lúc này, ma thai kia mới phát hiện không ổn, muốn thôn phệ sinh cơ của Phàn Mộng Y khôi phục bản thân như trước. Nhưng mà, lúc này nó vừa mới thôi động thần thông, đám mây ngũ sắc khẽ chấn động một cái, lực lượng tụ tập được liền đánh tan tác, đồng thời không ngừng chuyển động chút nào. Không bao lâu, nó liền phát ra tiếng kêu chi chi bén nhọn, từ một viên nhục cầu lớn cỡ hai nắm tay biến thành một đoàn tro trắng bị rút khô ngũ hành lực. Lại qua mấy hơi thở, sau khi dùng thần thức xác nhận trong cơ thể Phàn Mộng Y không có âm thủ gì khác, Lạc Hồng mới thu hồi ngũ sắc thải vân. Được rồi sư tỷ, giải phong ấn cho Y Nhi đi. Chờ nàng tỉnh lại, cho nàng phục dụng một viên đan dược trong bình này, tu dưỡng một phen, liền triệt để không sao rồi. Lạc Hồng thở hắt một hơi nói. Chiêu thức thần thông này của hắn chính là bắt chước Thải Vân Thiên Đạo cướp đoạt thiên địa nguyên khí sáng chế, phàm là bị nó nhốt lại, thần thông pháp bảo trong ngũ hành liền không dùng được. Trừ phi ở trên ngũ hành chi lực, đối phương còn cao hơn hắn, hoặc là thần thông pháp bảo ngoài ngũ hành, nếu không chính là bước vào tuyệt cảnh. Phu quân không tự mình tỉnh lại ở đây sao? Ngu Nhược Hy nghe ra ý trong lời nói của Lạc Hồng, vừa tiếp nhận bình ngọc, vừa dò hỏi. Thật có lỗi sư tỷ, vi phu thực sự tức giận khó bình. Nếu không đi trước đem những sâu kiến hôi cho kia, ý niệm trong đầu liền không cách nào thông suốt.
vi phu sẽ nhanh chóng trở về, tuyệt đối sẽ không để sư tỷ đợi lâu. Dứt lời, Lạc Hồng liền hóa thành một đạo độn quang màu lam, trong giây lát biến mất trong động phủ. Phu quân, chàng, ai, sao lại ra ngoài một chuyến, tính tình nóng nảy như vậy, chỗ dựa phía sau Huyết Sát Tông chính là Hợp Hoan Lão Ma và Hợp Hoan Tông, việc này nên bàn bạc kỹ hơn mới phải. Ngay lúc Ngu Nhược Hy lo lắng tự nói, cửa động phủ truyền đến tiếng kêu của Vương Thanh Thanh. Thanh Thanh trở về rồi. Trong nội tâm nàng khẽ động, băng phong liền quấn quanh, rất nhanh liền tới cửa động phủ. Thanh Thanh, pháp lực của ngươi còn thừa không nhiều lắm, lần này đi gặp phiền phức. Vừa thấy được Vương Thanh Thanh, Ngu Nhược Hy liền phát hiện dị thường, quan tâm hỏi thăm. Bẩm sư phụ, linh dược xuất hiện lần này chính là một cái bẫy do Huyết Sát Tông bố trí, mục đích chính là vì giết chết đệ tử. Cũng may trước khi xuất phát sư phụ đã thông báo cho đệ tử có loại khả năng này, mới khiến đệ tử cảnh giác, sớm phát hiện ra manh mối. Bất quá, đệ tử mặc dù thiết kế thu hồi linh dược, lại bị Huyết Sát lão tổ đuổi giết, cũng may lúc cách tông môn ngàn dặm gặp được Lạc sư thúc, bằng không chỉ sợ đệ tử cũng không về được. Vương Thanh Thanh lòng còn sợ hãi, chắp tay hồi bẩm. Đúng là như thế, khó trách phu quân lại tức giận như thế, Huyết Sát môn này quả thực khinh người quá đáng. Ngu Nhược Hy vừa nghe đệ tử thân truyền của mình thiếu chút nữa xảy ra chuyện, trong lòng không khỏi tức giận vạn phần. Sư phụ, linh dược ở đây, lần này hẳn là có thể phàn sư tỷ rồi. Vương Thanh Thanh lật tay, lấy ra một cái hộp ngọc nói. Lần này con làm rất tốt, nhưng Y Nhi đã không cần thuốc này nữa rồi, vừa rồi phu quân đã thi triển thần thông cứu chữa cho Y Nhi, hiện tại nàng chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là không có việc gì. Tiếp nhận hộp ngọc, Ngu Nhược Hy đầu tiên là gật đầu khen ngợi một câu, sau đó không khỏi phát sầu nói, nhưng phu quân lần này thật sự quá lỗ mãng. Tuy nói với thần thông của hắn, mấy nguyên anh tu sĩ của Huyết Sát Tông xác thực giống như là con kiến hôi, nhưng Hợp Hoan lão ma kia cũng không phải là hạng người dễ dàng gì. Tu sĩ xuất thân từ Thiên Nam, không có mấy người chưa từng nghe nói qua uy danh ma đạo chí tôn Hợp Hoan lão ma. Dưới danh tiếng không có hư sĩ, cũng khó trách Ngu Nhược Hy lo lắng cho an nguy của Lạc Hồng như vậy. Cái này, sư phụ, có khả năng hay không đối với Lạc sư thúc mà nói, Hợp Hoan lão ma cũng chỉ là một con kiến hơi lớn một chút. Vương Thanh Thanh nói ra lời kinh người, rồi lại phát ra từ đáy lòng. Sau khi thấy Lạc Hồng đánh giết Huyết Sát lão tổ, nàng thật sự không cho rằng trong tu sĩ Nguyên Anh có ai là địch thủ của nàng. Chương 900, dã tâm của Yến Như Yên cùng Lang Di. Trong lãnh thổ của Ma Đạo Lục Tông, một trận đấu nội bộ đang diễn ra. Đệ tử cấp thấp của hai bên Quỷ Linh Môn và Huyết Sát Tông đang vây quanh một mỏ quặng linh thạch. Chém giết lẫn nhau, mỗi thời mỗi khắc đều có đệ tử hai tông ngã xuống, tình hình chiến đấu vô cùng tàn khốc. Song, ngay khi song phương đang kịch chiến hăng say, tu sĩ tọa trấn chỉ huy bên phía Quỷ Linh Môn đột nhiên nhận được một tấm truyền âm phủ, lệnh cho bọn họ phải lấy quặng linh thạch ra, hướng Sơn Môn rút lui. Cái gì? Lại muốn rút lui? Trước cũng là như thế, rõ ràng chúng ta đã chiếm thượng phong, cấp trên lại đột nhiên lệnh cho chúng ta rút lui, những trưởng lão kia rốt cuộc nghĩ như thế nào? Rút lui, lại rút lui, cơ nghiệp của bản môn cũng mất hết. Người Yến gia không có chút quyết đoán nào, căn bản không xứng chấp trưởng đại quyền, thật hoài niệm thời điểm Vương trưởng lão bọn họ còn sống. Nghe thấy mệnh lệnh rút lui, người chỉ huy Tả Cận đồng môn cũng không khỏi oán giận nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Các trưởng lão tự có tính toán, chấp hành mệnh lệnh là được. Tuy trong lòng tu sĩ chỉ huy cũng cực kỳ bất mãn, nhưng hắn biết rõ kết cục kháng mệnh bất tuân, lập tức cường thế mệnh lệnh mọi người nói. Mà lúc này, Yến Như Yên đã tiến giai Nguyên Anh kỳ trong đại điện Quỷ Linh Môn đang lo lắng ngồi đầy mặt thủ tọa. Trong điện tất cả đều là tu sĩ kết đan do Yến gia mấy năm nay dựa vào tài nguyên Quỷ Linh Môn bồi dưỡng ra. Bởi vì nhóm người trị ma cốc khiến cho Vương gia chấp trưởng Quỷ Linh Môn tổn thất nặng nề, chẳng những hao tổn toàn bộ tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà còn có tu sĩ kết đan kỳ cũng không còn lại bao nhiêu. Lúc này mới khiến cho Yến gia vừa phát triển, nhân cơ hội cướp lấy quyền lực của Quỷ Linh Môn. Yến Như Yên tu vi hiện tại của nàng không phải là cao nhất trong Quỷ Linh Môn, nhưng đỉnh đầu cũng không có Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đè ép. Mấy vị trưởng lão còn lại cũng hy vọng nàng có thể dựa vào thiên tư trọng trấn Quỷ Linh Môn, liền đem quyền hành hoàn toàn giao cho nàng. Lúc đầu Yến Như Yên cũng mãn nguyện, chuẩn bị đại triển thân thủ, nhưng rất nhanh đấu đá nội bộ ma đạo đã rơi xuống đầu Quỷ Linh Môn.
Dù sao Quỷ Linh Môn một hơi tổn thất nhiều tu sĩ Nguyên Anh kỳ như vậy, còn muốn chiếm cứ địa bàn của Việt quốc cùng với quốc gia chủ, thật sự có chút si tâm vọng tưởng. Bất quá cũng may lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Quỷ Linh Môn xếp hàng Ma Đạo Lục Tông nhiều năm, tích góp được không ít của cải. Tuy rằng số lượng Nguyên Anh tu sĩ đại giảm, nhưng tu sĩ trúc cơ kết đan trong tông cũng không phải những người khiêu chiến kia có thể sánh được. Sau khi nhượng ra một ít địa bàn bên ngoài, vẫn miễn cưỡng duy trì được trận cước. Theo lẽ thường, Quỷ Linh Môn chỉ cần ẩn núp 200-300 năm, dựa vào nội tình chậm rãi khôi phục thực lực, chờ một đời tu sĩ Nguyên Anh mới lớn lên, tự nhiên có thể thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng tình huống lại phát sinh biến hóa không sai biệt lắm trong 60 năm trước, ngay sau khi linh đảo của Hoàng Phong Cốc bị đoạt mất không lâu. Huyết Sát Tông đột nhiên quật khởi, ỷ vào công tích cướp đoạt linh đảo, thu được sự ủng hộ của Hợp Hoan Tông, trắng trợn xơi tái địa bàn của Quỷ Linh Môn. Vốn dĩ đối với loại ma tông mới nổi này, Quỷ Linh Môn cho dù ăn thiệt thòi không nhiều lắm đối với tu sĩ Nguyên Anh trong môn, cũng có thể dựa vào số lượng môn nhân trung tầng khổng lồ, thu được ưu thế chỉnh thể. Nhưng Hợp Hoan Tông lại ngầm thiên vị tông môn này, khiến cho Quỷ Linh Môn chỉ có thể lần lượt cắt thịt tự bảo vệ mình. Dù sao cắt thịt mặc dù đau, nhưng sẽ không mất mạng, nhưng nếu làm trái Hợp Hoan Tông, chọc tới Hợp Hoan lão ma kia, sợ là sẽ có tai họa diệt môn. Mà thông qua mấy lần này, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Huyết Sát Tông chính là cây đao mà Hợp Hoan Tông dùng để ngăn chặn Hoàng Phong Cốc. Mỗi lần chỉ cần Huyết Sát Tông thành công làm suy yếu Hoàng Phong Cốc, tông này sẽ xuống tay với Quỷ Linh Môn. Hợp Hoan Tông đã đạt được mục đích, lại không cần phải trả giá bao nhiêu, tự nhiên là vui mừng khi thấy được điều này, lúc này mới khiến cho thế cục diễn biến đến ngày nay. Môn chủ, chúng ta cứ nhường đường lần nữa, khi nào mới kết thúc? Không có mấy mỏ linh thạch kia, đệ tử bổn môn mỗi tháng cung cấp linh thạch là không thể đảm bảo được. Tuy dựa vào tồn kho còn có thể chống đỡ một hồi, nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài. Môn chủ, rốt cuộc ngươi đang chờ cái gì? Bây giờ chúng ta có sức liều mạng với Huyết Sát Tông. Nhưng nếu chờ đến khi trong môn không phát ra được linh thạch, thật sự sẽ không thể xoay chuyển tình thế nữa. Đối mặt với sự thật Quỷ Linh Môn nhanh chóng suy yếu, cho dù là Yến gia tu sĩ kết đan kỳ cũng có chút khó hiểu đối với quyết sách của Yến Như Yên. Cách sinh tồn của tông môn ma đạo chính là không thể yếu thế, nếu không sẽ bị đàn sói vây quanh. Nhưng Yến Như Yên hết lần này tới lần khác làm ngược lại, không ngừng yếu thế co đầu rút cổ, khiến cho nàng mất đi lòng tin. Tuy rằng trong lòng Yến Như Yên đã có kế hoạch, nhưng thế cục quả thật quá tệ, lập tức bị hậu bối nhà mình một câu ngươi một câu ta một câu chất vấn. Càng cảm thấy bực bội, không khỏi khẽ quát một tiếng nói, tất cả im miệng cho ta. Yến Vinh, biên cảnh bên kia có tin tức gì không? Đã gần 200 năm rồi, người kia cũng nên trở về. Bẩm môn chủ, chiến sự ở biên cảnh vẫn còn tiếp tục, cũng không có tin tức đặc thù gì truyền đến. Một vị nam tử áo tím chắp tay trả lời. Tiếp tục điều tra, không thể bỏ qua một tia dị thường nào. Các ngươi lui xuống trước đi, chuyện linh thạch ta sẽ nghĩ biện pháp. Trước đó dùng tồn kho bảo tồn, càng là loại thời điểm này, càng không thể hạ thấp hạn ngạch linh thạch phối hợp của đệ tử trong môn phái. Yến Như Yên mệt mỏi phất phất tay, lui ra khỏi đám người nói. Một đám tu sĩ kết đan Yến ra nghe vậy, nhao nhao đứng dậy hành lễ cáo lui. Rất nhanh trong đại điện chỉ còn một mình Yến Như Yên, có phần thanh lãnh. Ngồi yên một lát, nàng đột nhiên mở ra rất nhiều cấm chế trong điện, thần niệm vừa động, liền lấy ra một hộp gỗ màu đen. Âm U nói, Nghiên đạo hữu, ngươi xác định người nọ sẽ tới tìm ngươi, cũng đã gần 200 năm rồi, ngươi tin tưởng hắn như vậy sao? Vừa mới nói, xong, một đạo khói xanh từ trong hộp gỗ màu đen từ từ bay ra, hóa thành hình người cách trước người Yến Như Yên không xa. Nguyên lai, trong hộp gỗ màu đen này chứa một nữ quỷ, xem dung mạo thì đúng là sư tỷ xinh đẹp của Nguyên Giao, Nghiên Lệ. Ta không phải tin tưởng hắn, mà là tin tưởng sư muội của ta. Nguyên sư muội thấy ta lâu như vậy không trở về, chắc chắn sẽ bảo hắn tới tìm ta, chỉ là vấn đề thời gian sớm muộn mà thôi. Nghiên Lệ rất chắc chắn nói, nhưng khí tức bản thân lại có chút phù phiếm, bộ dáng trọng thương chưa lành. Nghiên đạo hữu, trên đời này thật sự có linh địa âm u huyền diệu sao? Ngươi tuyệt đối đừng hòng giữ mạng, mới biên soạn ra lừa gạt ta, nếu không ta lập tức giao ngươi cho Hợp Hoan lão ma kia. Sở dĩ Yến Như Yên nguyện ý chết chờ Lạc Hồng, một là tin tưởng hắn sau khi trở về nhất định sẽ không bỏ qua Huyết Sát Tông, hai chính là vì âm minh chi địa. Môn phái Quỷ Linh Môn, chỉ nghe danh đã biết môn nhân này am hiểu khu quỷ luyện quỷ thuật,
nếu có thể đạt được nơi tuyệt hảo như Âm Minh Chi Địa này. Ngày sau vượt qua Hợp Hoan Tông, trở thành đệ nhất đại tông môn Ma Đạo Thiên Nam cũng không phải là không có khả năng. Chính vì có cái bánh nướng này, Yến Như Yên mới một mực ẩn nhẫn, chính là muốn đợi Lạc Hồng trở về. Lại tích cực phối hợp hắn hung hăng phản kích Huyết Sát Tông, dùng cái này làm đầu danh trạng để đạt được tư cách tiến vào Âm Minh Chi Địa. Nhưng bây giờ áp lực của nàng thật sự quá lớn, cho nên không khỏi sinh ra một ít hoài nghi đối với quyết sách lúc trước của mình. Nếu không phải lúc trước ngươi cứu tính mạng ta, ta tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho ngươi biết. Về việc này ta xác thực không lấy ra được càng nhiều chứng cứ, có thể tin hay không, chỉ có thể do ngươi suy tính. Trong 200 năm một mình du lịch Thiên Nam, bởi vì Nghiên Lệ tò mò ỷ vào thần thông ẩn nấp của quỷ tu, lẻn vào Hợp Hoan Tông gần trăm năm, học trộm không ít âm dương bí thuật. Kết quả cuối cùng vì ăn cắp Hợp Hoan Bảo Điển, vô ý bị Hợp Hoan Lão Ma phát hiện, chỉ qua mấy hiệp đã bị đánh trọng thương gần chết. Cũng may độn thuật của nàng huyền diệu, trong nháy mắt trốn ra khỏi Hợp Hoan Tông, sau đó liền gặp Yến Như Yên, sau khi nói ra tin tức về Âm Minh Chi Địa, thành công được nàng cứu. Nếu không tin, bổn môn làm sao sẽ rơi vào cảnh giới hôm nay, Nghiên đạo hữu kính xin rộng lòng tha thứ, Tâm Như Yên rối loạn. Yến Như Yên lắc đầu thở dài nói, đúng lúc này, một đạo hỏa quang xuyên qua tầng tầng cấm chế bay vào đại điện. Yến Như Yên thấy thế không khỏi sững sờ, phải biết rằng nàng đã mở ra cấm chế của đại điện, ngoại trừ cấp báo tiền tuyến, nếu không tất cả truyền âm phù đều sẽ bị ngăn lại. Chẳng lẽ, thần niệm dẫn một cái, Yến Như Yên duỗi bàn tay ngọc tiếp lấy đạo hỏa quang này, thần thức lúc này thăm dò vào trong đó. Sau một khắc, thần sắc của nàng kinh ngạc, nghi vấn, rất nhanh liền ngưng trọng lên. Sao Yến đạo hữu, chẳng lẽ là tin tức của Lạc huynh? Nghiên Lệ thấy thế không khỏi tò mò hỏi thăm. Không phải. Tiền tuyến báo lại, người đột ngột đột nhiên rút quân. Yến Như Yên chau mày trả lời. Sở dĩ nàng muốn người ta nhìn chằm chằm vào tin tức ở tiền tuyến, chính là bởi vì lần đại chiến này có liên quan sâu nhất đến Mạc La Nhân và Cửu Quốc Minh. Mà Lạc Hồng cũng là một thành viên của Cửu Quốc Minh, nếu như trở về, gặp phải người nhất định tham gia vào. Đến lúc đó bất kể gây ra động tĩnh gì, sau khi điều tra một phen nàng có thể nhận được tin tức trước tiên. Mặc dù lúc này truyền đến tin tức đột ngột Đại Tiên Sư vẫn lạc, Yến Như Yên cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Nhưng trước mắt đột ngột đại quân lại trực tiếp lui lại, nàng cũng không cho rằng chỉ dựa vào một người trở về là có thể mang đến ảnh hưởng bực này. Nhất định là có đại sự xảy ra, bằng không người đột ngột sẽ không có hành động này, không biết lần này đối với bản môn là phúc hay là họa. Ai? Yến Như Yên phát sầu thở dài, Quỷ Linh Môn hôm nay đã không chịu nổi mưa gió quá lớn. Mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn bã, ngay lúc trên dưới Quỷ Linh Môn mây đen ảm đạm, đám ma tu Huyết Sát Môn lại vui mừng hớn hở, giống như tổ chức lễ mừng trong môn. Bẩm đại trưởng lão, lần này bổn tông chiếm 7 mỏ linh thạch lớn nhỏ của Quỷ Linh Môn, sau này bổn tông mỗi năm có thể có thêm 5-60 vạn linh thạch. Trên đỉnh Huyết Hà Phong, một vị hộ pháp Huyết Sát Môn kết đan hậu kỳ đang quỳ dưới bậc thang, bẩm báo chiến quả với 3 vị trưởng lão Huyết Sát Môn Nguyên Anh đang uống rượu. Ha ha, đại ca, có những linh thạch này, sang năm bổn tông liền lại có thể chiêu thêm hơn vạn đệ tử, bổn tông thật đúng là càng thêm thịnh vượng. Trước bàn, một vị nam tử cường tráng cởi trần vỗ ngực, lớn tiếng cười nói. Cái này toàn bộ nhờ Hợp Hoan đạo hữu dìu dắt bản tông, lang mẫu kính đạo hữu một chén rượu. Đối diện với nam tử thân đỏ, một vị trung niên ma tu hốc mắt hãm sâu, giữa trán tràn đầy huyết văn tiện tay vẫy lui kết đan hộ pháp đang bẩm báo, nâng chén kính rượu với vị nam tử áo đen ngồi trên thủ tọa. Khặc khặc, đạo hữu không cần khách khí, chỉ cần các ngươi tiếp tục chèn ép Hoàng Phong Cốc, tương lai có thể kiếm được rất nhiều chỗ tốt. Phải biết rằng, Ma Đạo Lục Tông không phải là một thành bất biến, Huyết Sát Tông muốn chen thân vào trong đó, còn phải xem bản lãnh của các ngươi. Vị hắc bào nam tử này chính là Thiên Nam đệ nhất ma tu Hợp Hoan Lão Ma, lập tức hắn một bên nâng chén đáp lại, một bên dùng chợt âm chợt dương thanh nói. Tu vi của Uông sư đệ mặc dù chỉ tương đương với tam đệ, nhưng so với chúng ta muốn sớm tiến giai Nguyên Anh hơn 200 năm, thủ đoạn thần thông cũng không kém. Đối phó với mấy tu sĩ kết đan Hoàng Phong Cốc, nhất định dễ như trở bàn tay, cho dù đối phương có tư cách. Kết anh, Lang Di Nguyên Anh trung kỳ chính là đại trưởng lão Huyết Sát Tông hiện nay, mà hai vị tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ khác đang ngồi đây, chính là huynh đệ ruột thịt của hắn. Huyết Sát Tông có thể đột nhiên quật khởi, toàn là bởi vì ba huynh đệ bọn họ thân có La Sát Pháp Thể.
Tu luyện công pháp của Huyết Sát Tông không chỉ tốc độ cực nhanh, hơn nữa uy lực thi triển thần thông còn lớn hơn bình thường không ít. Cho nên, Đại trưởng lão Huyết Sát lão tổ sau khi Lang Di đột phá Nguyên Anh trung kỳ, liền tự động thoái vị nhượng hiền, để Lang Di tiếp nhận quyền hành. Có thể nói, Huyết Sát Tông đối đầu với Hoàng Phong Cốc đều vì Lang Di làm quyết sách thỏa mãn dã tâm của mình. Hợp Hoan đạo hữu, tại hạ vẫn có một chuyện khó hiểu, Quý Tông nếu là muốn đối phó Hoàng Phong Cốc, vì sao không trực tiếp từ hai tên trưởng lão Nguyên Anh kia ra tay, mà là vòng quanh lấy tính mạng của những đệ tử kết anh kỳ có tư chất kia? Đây chẳng phải là tự tìm phiền toái. Rượu qua ba tuần, lão nhị nho nhã lễ độ hỏi. Khạc khạc khạc, đạo hữu chẳng lẽ chưa nghe nói qua uy danh của vị Thái Thượng Hồng Quân kia? Thần thông một kích diệt sát Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, lão phu cũng không dám động thủ. Hợp Hoan lão ma cười âm hiểm một tiếng, không nhanh không chậm nói. Chiến tích của vị lạc đạo hữu này thiên nam ai mà không biết, bất quá Tử Tiêu Thần Lôi cho dù lợi hại, cũng chỉ có lực lượng một kích. Nếu bàn về đấu pháp bình thường, ba huynh đệ chúng ta không sợ hắn chút nào. Người đàn ông trần truồng uống một chén, chiến ý như cầu vồng nói. Càng không cần phải nói, người này mất tích gần 200 năm, trước mắt có còn sống hay không cũng không nhất định. Nhị đệ Lang Gia mặc nho sam, tướng mạo như quân tử cười âm nhu nói. Bổn tông cũng không muốn đi đánh bạc, dù sao cho dù vị lạc đạo hữu kia có thể trở về, thậm chí đột phá trở thành đại tu sĩ hậu kỳ. Cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên, chỉ cần Hoàng Phong Cốc tiếp tục thời kỳ Hoàng Kim, đối với bổn tông mà nói, cũng không phải là uy hiếp quá lớn. Hợp Hoan lão ma vẫn duy trì mỉm cười nói, nội tâm cũng đã mắng ba người này đều là ngu xuẩn. Ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới việc giải quyết Lạc Hồng, mà là lựa chọn ra tay với Hoàng Phong Cốc. Dù sao một đại tu sĩ nhiều lắm cũng chỉ có thể uy chấn mấy trăm năm, mà một tông môn phát triển tốt lại có thể tồn tại đến vạn năm. Chỉ bằng một pháp thể, lại dám có tâm tư khiêu chiến người nọ, thật sự là bị dã tâm che mờ tâm trí. Bất quá như vậy cũng tốt, Lạc Hồng kia ngày sau nếu thật trở về, cũng có thể dùng bọn họ đi thăm dò một phen. Quả nhiên suy nghĩ của đại trưởng lão tông môn đỉnh cấp khác với chúng ta, hôm nay Lang Mỗ thật sự là thụ giáo, kính xin đạo hữu uống nhiều. Lang Di nhận ra sự khinh bỉ chợt lóe lên trong mắt Hợp Hoan lão ma, trong lòng không khỏi tức giận, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chỉ nói sang chuyện khác, đối với Lạc Hồng, hắn thật đúng là không có sợ hãi gì, Tử Tiêu Thần Lôi tuy rằng lợi hại, nhưng chỉ cần mưu đồ một phen, cũng không phải là không có biện pháp ứng đối. Mà ba huynh đệ bọn họ nếu liên thủ, thậm chí có thể đối đầu với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mấy chục hiệp, đối phó với một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, còn không phải dễ dàng sao. Các bạn vừa nghe xong tập 90 của bộ truyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.